hôm sau, đúng ngày công bố bí tịch được vạn chúng chú ý. Ngày này toàn bộ Sơn Trang Kim Sa đều bắt đầu giới nghiêm, Sơn Trang Kim Sa nằm dưới chân núi Giao Tuyền, dưới chân núi là Trấn Kim Sa, từ Trấn lên Sơn Trang đi một đoạn đường núi bằng phẳng 4 năm chục bậc, cầu thang rộng lát đá cẩm thạch. Hôm nay, cách mỗi đoạn trên đường liền có hộ vệ vẻ mặt nghiêm túc trông coi, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào. Trấn dưới chân núi đều là những nhân sĩ giang hồ không vào được, ngồi đầy ở tử lầu trà lâu trong trấn, một đám nhón chân mong chờ, chờ kết quả cuối cùng có trà lâu ngồi đầy rồi, liền mang bàn ra bên đường, cho dù người không quen biết cũng đều ngồi vây quanh nhau, uống hết ly trà này đến ly trà khác, ngồi cùng bàn trò chuyện đủ thứ. Giờ này ngày này, cơ hồ toàn bộ môn phái giang hồ, đều tụ tập ở sơn trang kim xà, thịnh hội như thế, trăm năm đều khó gặp. Mặt trời đã lên cao, cũng không biết tình huống bên trong như thế nào. Một người bỗng nhiên hỏi, các vị cảm thấy, môn phái nào có thể lấy được bí tịch? Có người thạo tin nói, khẳng định phái Hoa Sơn có một bản, ta đã thấy người phái Hoa Sơn tới, là vị trưởng môn sư huynh của Hoa Sơn, hơn 20 năm trước nổi danh giang hồ với Bích thủy kiếm, người này kiếm pháp tinh diệu, giống Bích thủy cuồn cuộn không dứt, công phòng toàn bị, từng đấu với trúc lão hộ pháp đời trước của Ma giáo, khiến trúc lão quái bị thương nặng. Lại có người nói, đây cũng không phải là so võ công ai mạnh hơn, mà là xem ai mang đến bảo vật chân quý hơn. Không sai, phái Hoa Sơn tồn tại mấy trăm năm, thứ tốt tất nhiên không thiếu, ta nghe nói phái Hoa Sơn mang đến kiếm phổ nguyễn kiếm do một vị tiền bối của môn phái bọn họ đã tự nghĩ ra trăm năm trước, nghĩ đến Kim Du sẽ không cự tuyệt. Phái Nga Mi hẳn là cũng có một bản, hình như Nga Mi mang đến một quyển tâm pháp nội công dưỡng khí, 10 năm trước Kim Du bị thương, tâm pháp này đối với ông ta cũng có chỗ lợi. Còn có phá Sơn môn cũng tới, người dẫn đầu là đại đệ tử mục lối của phá Sơn môn, hắn tự hồ mang đến một khối thiết thiên ngoại sao, nghe nói có thể đúc ra vũ khí sắc bén xuất thần. Sao thiết thiên ngoại, kim loại ngoài trời, còn hiểu là thiên thạch, một vị lão nhân gầy bên đường nói hai đáng tiếc chúng ta một nghèo hai trắng chẳng có bảo bối gì nếu không lão đây cũng muốn đổi để được đọc bí tịch một lần mặc dù không luyện thành để lại cho hậu nhân cũng tốt ngồi ở bên cạnh ông ta chính là vị tiểu công tử mặt non đại khái mới ra đời không khỏi tò mò lại khờ giải hỏi lão trượng kiếm quân kim xà kia vì sao phải chấp tay dâng bí tịch chân quý cho người khác chứ tự ông ta giữ không được sao ta không hiểu ông ta như vậy cũng quá câu nói kế tiếp tiểu công tử chưa nói nhưng mọi người thấy vẻ mặt của hắn đều không giấu được lời của mình, nơi nào nhìn không ra, hắn là muốn nói kiếm quân Kim xả quá ngu ngốc. thấy lời của hắn như thế, người xung quanh không khỏi đều nở nụ cười. một vị hiệp khách sắc mặt tang thương cười nói, Kim Du chính là người thông minh, phát hiện bí tịch khi không ai biết cũng thôi đi, việc này lại lưu truyền mọi người đều biết, hắn giấu cũng không giấu được. chí bảo thần công kia, tất nhiên vô số người mơ ước. từ khi Kim Du bị thương tới nay liền ngã xuống hạng hai giang hồ, làm sao có thể bảo vệ được bí tịch? lại một người nói tiếp không sai kim du không bảo vệ được nó nhưng hắn quyết đoán lựa chọn thông cáo bí tịch với thiên hạ hiện giờ một là giao hảo với môn phái giang hồ hai là chia sẻ nguy hiểm ra ngoài ba là hắn có thể kiếm đầy bồn đầy chén xem như một mũi tên chúng ba đích thật sự là thông minh đến cực điểm cũng đúng các vị còn nhớ ba năm trước thảm án diệt môn hoàng gia tô hàng sao ta nghe nói hoàng gia sở dĩ một đêm diệt môn đó là người hoàng gia giữ một quyền độc thuật mọi người ngươi một lời ta một câu mà nói tiểu công tử kia nghe xong sắc mặt trắng bệch, liên tục kinh ngạc cảm thán, bộ dáng mở rộng tầm mắt. Hóa ra giang hồ là như vậy, không chỉ có ân oán hận thù, còn tràn ngập máu me và rất chóc. Trong ánh mắt tiểu công tử có sợ hãi, sau nỗi sợ hãi còn có một tia khao khát. Không ai không muốn trở thành kẻ mạnh tung hoành võ lâm, tiêu sái tùy ý đến đi như gió, chạy ngàn dặm rất người chứ. Trong lúc mọi người ở ngoại giới nghị luận sôi nổi, thì không khí trong sơn trang kim xà lại nhẹ nhàng náo nhiệt không như bên ngoài tưởng tượng. Trong đại đường chuyên dùng để tiếp khách, các vị khách ngồi theo nhóm, mỗi người ngồi nghiêm chỉnh, ít có người nói chuyện với nhau. An Cửu chỉ là theo tới chơi, cũng bị phân vào một chỗ. Nàng và Bùi Tịch, Lâm Thanh Nhiên, Hạ Tử Kinh ngồi một bàn, không biết có phải vì thân phận đại tiểu thư sơn trang đúc kiếm của Lâm Thanh Nhiên và thần y nổi danh dược vương cốc của Bùi Tịch hay không, bàn bọn họ được an bài phía trước, cơ hồ xem như nhóm xếp đầu. An Cửu nhìn khắp nơi, phát hiện chỗ ngồi an bài rất có nội hàm, đại khái không phải xếp dựa theo thế lực mạnh yếu, mà căn cứ vào giá trị của bảo vật từng người mang đến bởi vì nàng thấy chỗ ngồi của minh dập cũng rất gần phía trước hơn nữa ngồi cùng bàn với người đại môn phái như phái nga mi phái tung sơn nói cách khác đống vật bảo mà minh dập mang đến trong cảm nhận của kim du có thể so sánh với bảo bối đại môn phái mang đến quả nhiên trên đời này liền không ai không thích tiền an cửu âm thầm cảm thán một câu yên lặng thu hồi ánh mắt chuyển đôi mắt lên người bên cạnh bùi tịch dương mắt nhìn nàng nhẹ giọng cười hỏi làm sao vậy an cửu mắt to đảo một vòng khuôn mặt hắn dường như không sao lắc lắc đầu không sao, muốn hỏi một chút khi nào bắt đầu?" Bùi Tịch Kiên nhẫn 10 phần nói, "Sắp." Thấy hắn bất động như núi, Nội Tâm An Cửu rất bội phục. Không hổ là đại phản diện, ma giáo sắp tới, hắn cũng không mang theo chút hoảng, tố chất tâm lý này không phải người bình thường có thể so sánh được. Cho dù An Cửu đã sớm biết rõ cốt truyện, nhưng cũng không khỏi có chút bất an. Sáng nay ngủ dậy, tim nàng vẫn luôn đập nhanh, như sắp có chuyện gì xảy ra, giống như điểm báo trước nguy hiểm. An Cửu nghĩ rồi lại nghĩ, cũng không thể nghĩ ra mình sẽ gặp chuyện gì an cửu nguyên tác được hạ tử kinh bảo vệ mục tiêu ma giáo tập kích chủ yếu là đoạt bí tịch thần công hạ tử kinh không bị ảnh hưởng lớn mấy người lợi dụng hỗn loạn liền xuống núi may mắn tránh thoát một kiếp cho nên lần này nàng hẳn là cũng sẽ không có việc gì đang suy nghĩ bất định khóe mắt đột nhiên thấy rất nhiều người đang nhìn về phía đại sảnh an cửu vội vàng quay đầu theo chỉ thấy kim du mặc một bộ trường bào màu vàng đẹp đẽ quý giá trong tay cầm một cái dương không lớn mặt đầy tươi cười đi tới đi theo phía sau ông ta là đại nhi tử một thiếu niên chừng 10 tuổi, mặc áo bào màu vàng giống phụ thân, khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt đoan chính nghiêm túc. Kim Du lập tức đi đến chiếc bàn nhỏ đầu tiên giữa đại sảnh, đặt dương gỗ màu đỏ vạn chúng chú ý lên bàn. Lúc này ông ta mới dương mắt nhìn về bốn phía, cất cao giọng với mọi người, hoan nghênh các vị đến sơn trang kim xà, nhận được hãnh diện từ các vị, kim mỗ liền nhất bái tại đây, kính các vị một ly. Nói xong, ông ta chắp tay nhất bái bốn phương tám hướng, bưng ly rượu mà con trai rót đầy, uống một hơi cạn sạch, mọi người trong đại sảnh cũng sôi nổi đứng dậy chắp tay thi lễ với ông ta sau khi thi lễ các khách nhân lại lần nữa sôi nổi ngồi xuống kim du tiếp tục nói chư vị cũng biết tính toán của kim mỗ hôm nay kim mỗ sẽ mở bí tịch hiện giờ trong dương đúng là bí tịch thần công kim mỗ lấy được cam đoan không giả kim mỗ sẽ tại chỗ sao chép ra năm bản chư vị ra giá ai ra giá cao thì được lời vừa nói ra trong đại sảnh tức khắc nổ tung vậy mà chỉ có năm bản kiếm quân kim xà Lúc trước ông cũng không nói như vậy, khi đó không phải nói, lấy bảo vật ra trao đổi liền được sao? Đúng vậy, nhiều người tới như vậy, chỉ có 5 bản, những người khác nào có thể lấy được? Người đưa ra dị nghị, phần lớn là hành nghiệp không môn không phái, hoặc là môn phái nhỏ dựa vào toàn lực mới có thể vào sơn trang kim xà. Kim Du đột nhiên sửa đổi quy tắc, nói với bọn họ cuối cùng chỉ đưa ra 5 bản bí tịch, hơn nữa ai có thể ra giá cao mới được, còn không phải là tuyên án tử hình cho bọn họ sao? Chư vị xin nghe ta nói, Kim Du cất cao giọng, giơ tay nói, đưa ra quyết định như vậy, Kim Mố cũng là bất đắc dĩ. Tại hạ cho rằng, bí tịch thần công này chân quý như thế, nếu ai cũng có thể lấy được, vậy với những người lấy bảo vật cực kỳ chân quý ra trao đổi, công bằng sao? Huống hồ, chư vị để tay lên ngực tự hỏi, nếu các vị không thể trao đổi, sao có thể bảo vệ được nó? Kim Du nói hết một phen, không ít người tức khắc trầm mặc. Những người này sao lại không biết, bản thân mặc dù lấy được bí tịch, có lẽ cũng không bảo vệ được. Giang hồ tựa như rừng cây, cá lớn nuốt cá bé cường giả vi tôn, trong trốn giang hồ này, nếu ngươi không mạnh, cái gì cũng không chiếm được. Đặc biệt là bảo vật thần công này, không thấy sơn trang kim xà cũng sáng suốt mà giao ra sao? Đối với người không đủ mạnh mà nói, bí tịch kia có lẽ không phải bảo vật, mà là bùa đòi mạng. Ngồi ở đây đều không phải kẻ ngốc, Kim Du vừa nói ra, tiếng phản đối dị nghị nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Thấy trong đại sảnh dần dần an tĩnh lại, Kim Du vừa lòng cười cười, nói, một khi đã như vậy, kế tiếp Kim Mỗ liền bắt đầu đầu quá trình xét bảo vật chư vị viết bảo vật mình mang đến trên giấy, Kim Mỗ sẽ chọn ra 5 cái rồi công bố. Ông ta vỗ vỗ tay, một nhóm tỷ nữ núi đuôi nhau đi ra, trong tay bưng giấy và bút mực đặt trên mỗi bàn. Mặc dù đã sớm xem qua đoạn cốt truyện này trong sách, An Cửu nhìn một màn này, trên mặt vẫn mang vài phần bội phục. Kim Du đúng là người thông minh, dùng cách viết phiếu nạc danh, tốt hơn nhiều so với nói tại chỗ. Như vậy sẽ bảo đảm riêng tư của từng người, cũng tránh cho làm lộ át chủ bài của mình, bị người khác mơ ước. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy giấy bút rốt cuộc không ai nói gì mọi người đều là tâm phục khẩu phục mọi người rất nhanh giao giấy lên kim du ngồi trên bàn nhỏ ở giữa lật xem từng tờ một bên nhìn một bên thỉnh thoảng lấy ra một tờ đặt sang bên mắt mỗi người đều chăm chú trên người ông ta ai cũng không biết mình có được chọn hay không kể cả những đại phái giang hồ cũng thế thậm chí bởi vì là đại môn phái nên khi mấy đại môn phái nhìn nhau ánh mắt có sát khí hiển nhiên đều đem đối phương trở thành người cạnh tranh nhưng qua thời gian một chén trà Kim Du liền chọn ra 9 tờ giấy, nói với mọi người, Kim Mỗ đã lấy ra 9 tờ, mỗi người đều khó có thể lựa chọn, lúc này liền đọc ra tên chư vị, xem chư vị muốn thêm trọng lượng hay không nhé. Phái Hoa Sơn, phái Nga Mi, Kim Quang Môn, Phá Sơn Môn, Sơn Trang Đúc Kiếm, Thiên Lãng Tông, Dược Vương Cốc, Giang Nguyệt Đảo. Nói tới đây, Kim Du bỗng nhiên dừng một chút, mới nói ra cái tên cuối cùng, vị cuối cùng, Minh công tử. Chúng ta đều được chọn, Lâm Thanh Nhiên kích động nói với Bùi Tịch, Bùi Tịch, huynh muốn thêm cân không? Bùi tịch còn chưa trả lời, nàng lại hạ giọng bổ sung, mấy ngày nay ta ở bên ngoài thám thính được không ít tin tức, phái Nga Mi đưa tới hình như là một nội công dưỡng khí, có chút trùng với công hiệu đan dược của huynh, cũng không biết Kim Thúc Thúc có thể chọn cả hai hay không. Xem hướng của phái Nga Mi như thế nào, bùi tịch định thần nhàn nhã nói, thời khắc khẩn, trương như thế, vậy mà hắn một chút cũng không nóng nảy, thật sự khiến người ta không nhịn được ghé mắt. Ví dụ bàn phái Nga Mi ngồi cách bọn họ không xa, Ngọc Hồng Y nhìn công tử Bạch Y thần sắc thản nhiên kia, sắc mặt hơi ngưng trọng, Nàng ta nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với sư thúc ngồi bên cạnh, sư thúc, con đã tìm hiểu rõ, bùi thần y mang tới chính là một loại thần dược có thể chữa khỏi bệnh mãn tính, cùng loại với nội công tâm pháp của chúng ta, nhưng nội công cần tu luyện, uống thuốc có thể chữa khỏi bệnh, chúng ta có lẽ phải thêm cân. Vị sư thúc kia cũng là nữ tử, tuổi gần trung niên, mặc trang phục màu xanh trắng của Nga Mi, biểu tình nghiêm túc nói, liền làm theo con nói đi, thiếu cốc chủ dược vương cốc này y thuật cao minh, rất có phong thái của dược vương ngày xưa, nội công của chúng ta đích xác kém một bậc, Đương nhiên những điều tương tự cũng xảy ra ở những bàn khác. Về phần những phái không được chọn, tuy tiếc nuối, nhưng cũng rất mau buông, lực chú ý đều chuyển rời đến vị Minh Công Tử kia. Minh Công Tử kia là thần thánh phương nào? Có ai biết hắn không? Ta biết ta biết, nghe nói là công tử nhà giàu ở Kinh Thành, ngày hắn tới, dọn vào mười mấy cái dương to, tôi tớ của Sơn Trang dọn dương nói, mỗi một cái dương đều cực kỳ nặng, hai ba người tập võ mới khiêng được, ngày ấy mệt chất bọn họ. Chẳng lẽ Minh Công Tử kia trao đổi vật phẩm, dùng đều là vàng bạc châu báu? có người nảy ra suy nghĩ đưa ra kết luận nghe lời này mọi người hít hàm một hơi một người chặc lưỡi nói ai à, vậy bao nhiêu tiền chứ lại một người nói thần công vô giá có lẽ hắn thật sự mang đến có thể mua bảo vật của một tòa thành đấy mấy cái này đều là nhạc đệm nhỏ rất nhanh trong chín đại thế lực được chọn ra có năm bên sẽ thêm lợi thế Ý cười trên mặt kim du càng sâu ông ta đối với năm tờ giấy được giao lên sau khi cân nhắc một lát ngẩng đầu nói với mọi người đang nhón chân mong chờ được rồi kim mỗ đã có đáp án trong lòng nhưng trước khi công bố kết quả kim mố còn có một yêu cầu quá đáng chư vị có thể lựa chọn đồng ý hay không nếu từ bỏ ta cũng sẽ sửa đổi lựa chọn quy tắc được thay đổi hết lần này đến lần khác nhưng người cũng đi đến nông nỗi này mọi người cũng không muốn thất bại trong gan tắc chỉ có thể nhịn sư thúc phái nga mi nhíu mày nhỏ giọng nói với ngọc hồng y ý định của kim du nhiều như vậy cũng không biết lại muốn làm chuyện gì xấu bích thủy kiếm của phái hoa sơn dứt khoát nói kim huynh mời nói kim du cũng không dài dòng nói thẳng người lấy được bí tịch sẽ bảo vệ an nguy của Sơn Trang Kim Xà trong vòng 10 năm, nếu Sơn Trang Kim Xà gặp nạn, chư vị phải tới chi viện, không biết điều kiện này chư vị có thể đáp ứng. Yêu cầu này trái lại cũng không quá đáng, so sánh với thần công, không là cái gì cả. Nghe vậy, mấy nhân sĩ đại phái sôi nổi đáp ứng. Kim Du cười nói, chư vị đáp ứng Kim Mỗ liền yên tâm, ta chọn ra 5 vị, đó là phái Hoa Sơn, phái Nga Nghi, Dược Vương Cốc, Giang Nguyệt Đảo, Minh Công Tử. Chúc mừng chư vị, Kim Du vừa nói xong, Mọi người trong đại sảnh có bất ngờ, có kinh hỉ, còn có biết rõ. Bất ngờ chính là Minh Dập, hắn vốn dĩ chỉ muốn tới bồi chạy, không ngờ mình thật sự có thể lấy được một suất. Kinh hỉ là Giang Nguyệt Đảo, Giang Nguyệt Đảo cách Trung Nguyên khá xa, xưa nay an phận ở một góc, lần này cũng chỉ muốn đi theo đại môn phái xem náo nhiệt, được thêm kiến thức, lại không nghĩ trời rơi xuống bánh có nhân được chọn. Hiểu rõ, là phái Hoa Sơn và Bùi Tịch, trong đại sảnh một mảnh ồn ào, có người chúc mừng những môn phái đạt được bí tịch có người đang bát quái có người đang đàm luận các phái ra bảo vật gì kim du hội tụ nội lực ở miệng lời nói truyền đến toàn bộ đại sảnh chư vị hãy yên lặng một chút kế tiếp kim mỗ muốn mở dương chư vị có thể quyết định ai tới sao chép bí tịch trước nhiều người chứng kiến như vậy kim mỗ tuyệt đối sẽ không dở trò bịp bợm bại hoại thanh danh sơn trang kim xà kế tiếp sau khi năm phái sao chép bí tịch xong có thể tự rời khỏi sơn trang kim xà về phần không được chọn hiện tại liền có thể rời đi trong nhà dần dần an tĩnh lại không ai muốn rời đi bây giờ, ánh mắt mọi người đều nhìn năm thế lực lớn đạt được bí tịch. Ngọc Hồng Y phái Nga Mi chủ động nói, không bằng phái Hoa Sơn trước đi, phái Hoa Sơn là đại phái đệ nhất giang hồ, nên là đầu tiên. Bích Thủy Kiếm từ chối nói, phái Hoa Sơn cách Sơn Trang Kim xà không xa, chúng ta không gấp, chư vị đi sao chép trước đi. Về phần hai vị may mắn bùi tịch và minh dập, hai người thật ra không vội, đều ở một bên xem kịch. Lúc này đảo chủ Giang Nguyệt Đảo đứng lên, cười nói, Giang Nguyệt Đảo đường xá xa xôi, không khỏi trên đường phát sinh ra chuyện, ta liền mặt dày lên trước. Những người khác đều không ngại, đảo chủ Giang Nguyệt đảo đi lên trước, ngồi vào chiếc bàn nhỏ ở giữa. Kim Du nói, đảo chủ chờ một lát, nói xong, ông ta liền lấy ra một chiếc chìa khóa đồng từ bên hông, mở khóa dương gỗ đỏ. Vô số đôi mắt đều nhìn một màn này, chỉ thấy Kim Du duỗi tay đến cái dương, hai tay cầm một quyển sách ra cổ xưa bìa vàng, trân trọng đặt trên khay bên cạnh. Chính là nó, đảo chủ cẩn thận lật xem, cẩn thận sao chép. Kim Du mang khay tới trước mặt đảo chủ Giang Nguyệt Đảo, mỉm cười rồi ngồi lại chỗ cũ, bưng lên một ly trà, chậm rãi uống một ngụm. Đảo chủ Giang Nguyệt đảo khẩn trương xoa xoa tay trên quần áo, mới dám sở quyển sách kia. Giờ khắc này, ai cũng không chú ý tới, nụ cười trên mặt một vị công tử bạch y tuấn nhã dần dần cứng đờ. Trừ An Cửu, An Cửu liếc hắn một cái, cố gắng kìm nén khóe miệng nhếch lên. Nàng còn tưởng rằng hắn có thể tiếp tục bình tĩnh chứ. Trong lòng An Cửu biết, lúc trước nàng và Bùi Tịch có khoảng cách thông tin, hắn sẽ không biết Kim Yến Huyền trả lại bí tịch nguyên bản, cho nên mới có thể đánh hắn một cái trở tay không kịp, không thể không nói, xem đại phản diện ăn mệt, còn rất sảng khoái. Lúc đọc sách cảm thấy phản diện điên khùng thực kích thích, nhưng khi chân chính đi vào thế giới này, ở chung với người thật, An Cửu phát hiện kỳ thật mình không thể không để ý đến điều đó. Nàng không có cách nào bàng quang nhìn hắn tổn thương người khác, không có cách nào trơ mắt nhìn những vai phụ rơi vào vận mệnh bi thảm, cũng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Tuy rằng nàng nói mình ích kỷ, khi thật sự có người chết ở trước mặt, nàng chỉ cần duỗi tay kéo một phen là có thể thay đổi hết thảy, ai có thể chân chính thở ơ được. Nàng rốt cuộc vẫn là người tới từ thời đại hòa bình xã hội văn minh, nàng không thuộc về thế giới này. Bùi tịch rõ ràng không cần bí tịch, lại vẫn lựa chọn trộm nó, mà không phải để lại cho người cần. Hắn rõ ràng biết trước tương lai, nhưng vẫn để nó tiếp tục phát sinh, thậm chí còn âm thầm quạt gió thêm củi. Bởi vậy có thể thấy được nội tâm người này lạnh nhạt và thờ ơ. An cửu mỗi lần tưởng tượng, liền có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía, cho nên nàng cũng không dám suy nghĩ sâu xa. Đang lúc xuất thần, đảo chủ Giang Nguyệt đảo bên kia đã cẩn thận mở trang thứ nhất thịnh hội như thế, bổn tọa sao có thể không tới xem. Đúng vào lúc này, một giọng nam thình lình từ ngoài cửa truyền đến, phảng phất như sấm sét giữa trời nắng, vang vọng trong tai mọi người. Thanh âm kia ẩn chứa nội lực dày nặng, An Cửu chỉ cảm thấy màng tai như bị thứ gì thật mạnh đâm vào, một tiếng vù vù. Nàng lắc lư người, giơ tay đỡ lấy mặt bàn mới đứng vững. Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp duỗi tới, mềm mại che lỗ tai nàng, tất cả thanh âm đều bị ngăn cách bên ngoài, Ngồi trong đại sảnh đều là người có tên họ trên giang hồ, phản ứng không thể. Nói không nhanh, tại đây trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đã nhanh chóng thể hiện ra thái độ phòng bị, nhìn cửa đại sảnh. Một người đang từ cửa bước tới, một bộ trường bào màu đỏ sậm, kiểu dáng xiêm y không giống nhân sĩ trung nguyên, mà mang theo một chút phong cách tây vực. Nam nhân cười vang nói, chư vị, sao bổn tọa đến, các ngươi liền dương đao kiếm. Chẳng lẽ không chào đón bổn tọa sao, người nọ đến gần, mọi người mới thấy trên mặt đối phương đeo mặt nạ màu đen mặt nạ điêu khắc thành bộ dáng ác quỷ răng nanh cực kỳ dữ tợn đáng sợ mặt ác quỷ hắn là giáo chủ ma giáo một người kinh sợ kêu lên nghe tiếng hoảng hốt mọi người đều biết ma giáo vẫn luôn là địch với võ lâm trung nguyên hai bên đối lập nhiều năm võ lâm trung nguyên từng nhiều lần thảo phạt ma giáo nhưng ma giáo xa tây vực vì thế cách vài thập niên sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức ma giáo sẽ lại một lần cho tàn lại cháy lửa rừng thiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh sao sao lửa rừng thiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh là câu thơ trích trong bài phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt của bạch cư dị có nghĩa là dù lửa có tàn nhẫn đến mấy chỉ cần gió xuân thổi qua thì mặt đất sẽ xanh tươi trở lại thể hiện rõ nét sức sống bền bỉ của cỏ dại ma giáo chủ yếu hoạt động ở tây vực không thường đi vào mảnh đất trung nguyên nhưng mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang tới sinh linh đồ thán khiến người căm thù đến tận xương tủy mỗi một nhân sĩ giang hồ đều lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình người ma giáo ai cũng có thể rất chất Lập tức liền có người nói, "Mà đầu này hôm nay dám tới đây, ta chờ Giang Hồ Tề tụ, nhiều đại hiệp võ lâm như vậy, hắn chẳng phải là chui đầu vô lưới." Lời này rơi vào trong tai người khác, sôi nổi hưởng ứng. "Không sai, mấy đại phái giang hồ chúng ta hiện giờ đều ở đây, chẳng lẽ còn sợ một tên ma giáo sao?" Mặt ác quỷ này xem ra tuổi không lớn, ta nhớ mặt ác quỷ đời trước đã gần đến trung niên, người này hẳn là mới nhậm chức giáo chủ, hắn chỉ muốn lợi dụng chúng ta, giành lấy quyền lực trong giáo chúng, tuyệt không thể để hắn như nguyện. Ma giáo có một quy củ mọi người đều biết, mỗi một đời giáo chủ mới nhậm chức đều phải làm một chuyện lớn, để mọi người biết được thực lực của hắn, cũng mượn điều này áp giáo chung phía dưới, không khác nghệ sĩ xuất đạo ở hiện đại lắm. Chẳng là mục đích của chúng không phải là biểu diễn, mà là rất người. Sau khi mặt ác quỷ đời trước nhậm chức, chuyện thứ nhất làm là tàn sát một môn phái không lớn không nhỏ trên giang hồ, một trận thành danh. Hôm nay xem ra, tân mặt ác quỷ này chọn sơn trang kim xà làm mục tiêu. Thời gian mọi người giao lưu rất ngắn, vừa mới dứt lời, sau mặt nạ ác quỷ liền truyền đến tiếng cười to phóng đáng tùy ý. Tốt tốt tốt, các người rất tốt, đều có can đảm như thế, khiến người ta bội phục. Đến đây, đều tới rất bổn tỏa, bổn tỏa ngược lại muốn xem, ai có thể rất bổn tỏa. Sau mặt quỷ, khóe môi nam nhân nhếch lên, trong mắt hẹp dài tràn đầy hưng phấn kích động. Tay hắn vừa động, một thanh đao màu trắng bạc lặng lẽ trượt ra khỏi tay áo, được tay tái nhợt không có huyết sắc cầm, giống như tay cầm một vầng trăng rằm. Khóe miệng nam nhân nhếch lên, bước chân nhẹ điểm, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, dường như hóa thành quỷ, ngay sau đó liền xuất hiện trước mặt người vừa nói hắn chui đầu vô lưới. Trăng rằm xẹt ra một vòng tròn hoàn mỹ, ngân quang hiện lên. Mấu đỏ tươi bắn tóe ra, trăng rằm rút ra, mấu chảy rào rào xuống từ lưỡi đao, lại lần nữa khôi phục màu ngân bạch trơn bóng như mới. Giống giọt xương trên lá sen, không dính chút bụi bặm. Thẳng đến khi hắn lui, những người khác mới nhìn đến vị hiệp sĩ mấu trào từ cổ họng kia, vậy mà chất trong một hơi thở. Mặt ác quỷ liếm liếm khóe môi, đuôi mắt đỏ lên, hứng thú nói, như vậy không? Được đâu, nỗ lực lên đi, đừng làm cho ta cảm thấy không thú vị. Trong chớp mắt liền có một người chất, mọi người sắc mặt hoảng hốt. Nhãi danh ngươi dám, bích thủy kiếm lớn tiếng quát, một thanh trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, kiếm quang màu bạc hiện lên, để lại một mảnh bóng kiếm màu bạc còn sót lại. Những người này, bích thủy kiếm là người dẫn đầu hoàn toàn xứng đáng, năm nay gần 50, là kiếm khách thế hệ trước thành danh đã lâu, kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân, có thể công hợp thủ, ở bảng xếp hạng kiếm khách giang hồ có thể nằm top 3. Bích thủy kiếm vừa ra, mặt ác quỷ kia cũng không hề nói năng sằng bậy, hừ lạnh một tiếng đi lên. Sư bá, con tới giúp người, xung quanh thỉnh thoảng có nhân thủ cầm vũ khí gia nhập, cùng bao vây tiêu trừ mặt ác quỷ. Cùng lúc đó, ngoài cửa ùa vào lượng lớn hắc y nhân che mặt, không ít người giả dạng ma giáo, vừa vào cửa liền kêu đánh kêu rớt, bộc lộ bộ mặt hung ác, xuống tay không chút lưu tình. Các vị nhân sĩ của đại phái giang hồ nhanh chóng lấy vũ khí ra đối chiến. Một số môn phái giang hồ nhỏ lợi dụng lúc hỗn loạn rút lui, dù sao thế lực bọn họ nhỏ, võ công cũng không cao, tất nhiên có thể chạy liền chạy. khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, tiếng lưỡi mát va chạm, toàn bộ đại sảnh loạn thành một đoàn. Kim Du chủ nhân của Sơn Trang Kim xà ngay khi phát sinh bất ngờ sớm đã cất bí tịch vào dương gỗ khóa lại, thần sắc hốt hoảng ôm dương gỗ muốn đào tẩu. Ông ta rõ hơn ai hết, lần ma giáo đột kích này tất nhiên liên quan đến bí tịch trong tay ông ta. nhưng còn chưa đi được hai bước, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, đó là nữ tử thân hình uyển chuyển, một bộ sa y hồng nhạt, trước ngực một mảnh tuyết trắng sinh động trên mặt đắp lớp phấn thật dày trên môi lại điểm chu đan đỏ tươi như mấu kim du sắc mặt biến đổi mai hộ pháp ngươi là mai hỉ nữ nhân che lại môi đỏ cười khúc khích thân thể mềm mại khẽ run nói đúng nha kiếm quân kim xà chúng ta lâu rồi không gặp kim du vẻ mặt ngưng trọng nhét dương gỗ vào lòng con trai phía sau nói lân nhi con trốn cẩn thận chờ cha trở về nói xong ông ta đẩy kim lân đưa tay nhẹ nhàng chạm vào thắt lưng khóa ngọc bên hông được cởi bỏ tay ông ta vừa kéo vậy mà từ giữa rút ra một thanh nguyễn kiếm thon dài. Nguyễn kiếm rút ra, vì quá mỏng quá mềm, tạo ra chấn động trong không khí, phát ra từng đợt vù vù rất nhỏ, giống như ong bay múa. Kiếm này là kiếm kim xà nổi danh giang hồ, trên mũi kiếm bao trùm một lớp mạ vàng, chuyển động trong không gian thường hiện lên kim quang nhỏ vụn, bởi vậy có tên như thế. Kiếm kim xà trong tay, khí chất văn nhân của kim du đảo qua giữa mày, hiện lên vẻ kiên nghị. Đến đây, Mai hộ pháp đại danh, hôm nay ta tới lãnh giáo một phen. Mai hỉ buồn cười mà cười, bà quang trong mắt lưu chuyển cười nói kiếm quân kim xà cũng cho ta thấy kiếm kim xà 10 năm chưa xuất hiện hiện giờ lại là bộ dáng gì nhưng đừng để người ta thất vọng nha lời còn chưa dứt trong tay mai hỉ lặng yên xuất hiện hai thanh đao mỏng lá liễu trên chuôi đao lá liễu khắc ấn ký hoa mai trên lưỡi dao một đường rãnh đỏ tươi cũng không biết là sơn lên hay là mấu của người chất dưới đao tích tụ nhiều năm như vậy mà thành bên này kim du cùng mai hỉ đối chọi gay gắt bên kia bích thủy kiếm và mặt ác quỷ đao kiếm chĩa nhau Lần này ma giáo cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, dù sao cũng là giáo chủ, xuất đạo, từng tên nhân sĩ ma giáo chọn đối thủ mình nhìn chúng. Trong ồn ào hỗn độn, An Cửu cuối cùng vượt qua choáng váng lúc đầu. Trong không khí tràn đầy mùi máu tươi nồng đậm, nàng lơ đãng đảo mắt, là có thể nhìn thấy người bị một kiếm đâm thủng ít hầu, máu ở động mạch chủ phun tung tóe, thiếu chút nữa khiến cơm hôm trước của nàng đều nôn ra. Hóa ra đây là giang hồ, màu của giang hồ vốn là sự pha trộn giữa màu máu và Hiệp nghĩa, An Cửu chưa bao giờ hiểu hàm nghĩa những lời này sâu sắc hơn vào lúc này. Hạ Tử Kinh là người phản ứng nhanh nhất trong bàn, khi mặt ác quỷ mới lên tiếng, hắn lập tức dự cảm được nguy cơ, thừa dịp chiến loạn còn chưa bắt đầu, vội vàng đưa An Cửu và Bùi Tịch đến một góc ẩn nấp không bị chú ý, sau đó liền cùng Lâm Thanh Nghiên đi đối kháng ma giáo. Hạ Tử Kinh là nam chính chính trực nghĩa khí tiêu chuẩn, có một tấm lòng thuần khiết hiệp nghĩa, muốn hắn ngồi yên không nhìn đến ma giáo, cơ bản không có khả năng. Cảm giác đỡ chút nào không? Bên tai truyền đến tiếng dò hỏi ôn hòa, An Cửu đỡ chán nhìn lại, lúc này mới phát hiện mình dựa vào người Bùi Tịch. Mặt ác quỷ vừa đến liền dùng nội công truyền âm, nàng không có võ công, lại không biết phòng bị thế nào, bị ảnh hưởng không nhỏ, đầu óc choáng váng một trận. Giờ khắc này, Bùi Tịch ngồi trên xe lăn, mà An Cửu được an trí bên cạnh hắn, ngồi cùng một ghế, thân mình dựa vào đầu vai hắn. Lòng bàn tay nam nhân hơi lạnh nhẹ nhàng ấn xuống thái dương nàng, chậm rãi xoa, cảm giác đầu váng mắt hoa cũng theo đó giảm bớt. Hiện tại vị trí của bọn họ tương đối tốt ở sau một tấm bình phong bình phong ngăn cách tầm nhìn an cửu không nhìn được hình ảnh thảm thiết trong đại sảnh người trong đại sảnh cũng không nhìn được bọn họ khá hơn nhiều rồi ta không sao an cửu ngồi thẳng người bùi tịch cũng chậm rãi thu hồi tay ngoài bình phong hò hét hết đợt này đến đợt khác không dứt bên tai an cửu nhất thời như đứng đống lửa như ngồi đống than nàng rất muốn chạy giống như những tỷ nữ không bị chú ý vội vàng rời đi thoát khỏi nơi nguy hiểm này chỉ là không được nàng không thể ném một mình bùi tịch ở đây cho dù biết hắn là đại phản diện, biết hắn có cách bảo vệ bản thân, tuyệt đối không vô hại như biểu hiện ra ngoài, nàng cũng tuyệt đối không thể tự mình chạy trốn. Lúc này, sau bình phong bỗng nhiên có một người ôm đầu tiến vào, nhìn thì là màu áo gấm tím quen thuộc, không phải Minh Dập thì là ai. Minh Dập, An Cửu vội vàng hô, Minh Dập vừa thấy nàng, tức khắc dừng bước, lộ ra ánh mắt kích động như tha hương gặp được đồng hương ở dị quốc. An Cửu, nàng không sao là tốt rồi. Minh Dập bước nhanh đến bên cạnh An Cửu, sắc mặt hắn ẩn ẩn trắng bệch, vẻ mặt mang theo lo sợ rõ rệt, bộ dáng lòng còn sợ hãi. An cửu, bên ngoài quá dọa người, bọn họ đánh tới, mấu chảy đầy đất. Sao một lời không nói liền động thủ chứ? Mọi việc không thể thương lượng sao? Nghĩ đến là sợ tới mức không nhẹ, lời của Minh dập nhiều hơn, lại nhảy mà oán giận. Tinh thần an cửu vốn dĩ rất căng thẳng rất bất an, bị hắn nói như vậy, cảm xúc không tự chủ được mà thả lỏng ra. Nàng nhịn không được cong cong mắt, nói, giang hồ chính là như vậy, huynh hành tẩu giang hồ lâu rồi, còn không biết sao. Minh dập nói thầm, ta nào đã gặp qua trường hợp này. Cũng đúng, trường hợp ma giáo đột kích này, vài thập niên mới có một lần, ngày thường cũng đích xác không thấy được. Hai người bọn họ gặp nhau, liền không khống chế được nói nhiều, luôn có chuyện không nói xong, lúc này cũng như thế. Cũng có thể là vì quá khẩn trương, cho nên phải nói chuyện khác để rời lực chú ý. Vì thế, trong mắt bùi tịch, Minh dập vừa xuất hiện, trong mắt an cửu đều là đối phương. Rõ ràng không lâu trước đây còn dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, biểu tình hoảng hốt, nhưng vừa đến trước mặt Minh dập, đôi mắt thiếu nữ liền sáng lên, lời nói cũng nhiều hơn, còn bị Minh dập chọc lộ ra nụ cười nhạt. nhìn thấy thiếu nữ cong đôi mắt, Bùi Tịch không tiếng động rũ mắt, năm ngón tay bất tri bất giác nắm chặt quạt xếp, lạnh lẽo từ nan quạt bạch ngọc truyền từ đầu ngón tay đến đáy lòng. nữ nhân này dường như vĩnh viễn không nhìn tới hắn. phập một tiếng vang lớn chợt vang lên, bình phong phía trước mấy người đột nhiên bị thứ gì va và vào thật mạnh một cái, trong nháy mắt lung lay sắp đổ. hai người nói chuyện với nhau đột nhiên im bặt, đều hoảng sợ nhìn về phía phát ra âm thanh. Ngay sau đó, liền thấy trên bình phong màu vàng phụt một tiếng, bắn lên một lớp chất lỏng màu đậm, theo mặt bình phong chậm rãi chảy xuống, thấm vào lớp gấm theo núi sông hồ biển mây. Ô, nơi này còn mấy con chuột đang trốn thế. Đại khái là nghe được tiếng thở từ sau bình phong truyền đến, nói xong một câu như vậy, một thanh đao sáng như tuyết bỗng nhiên xuyên qua bình phong, rạch một vết lớn ở chính giữa tấm bình phong bằng gấm. Qua vết rạch trên bình phong, mấy người đối mặt với người nọ. Đó là nam nhân có râu quai nón, sườn mặt có một vết sẹo dữ tợn vắt ngang, trong tay cầm một thanh đao lớn, vnúm bay đến uy vũ sinh phong sao, hắn liền chớm bình phong thành một đống phế liệu. Sao uy vũ sinh phong, mô tả sự uy nghiêm và khí thế phi thường. An Cửu, Minh Dập, thời điểm hai người đánh giá tên mặt sẹo kia, đối phương cũng đang nhìn bọn họ. An Cửu không phát hiện, khi ánh mắt tên mặt sẹo dừng trên người nàng, biểu tình kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất. Trước khi tới nơi này, người ma giáo nhận được một nhiệm vụ đặc thù, vẫn là giáo chủ tự mình hạ lệnh. Giáo chủ muốn bọn chúng giết một nữ nhân còn phải ở trước mặt tình nhân của nàng, khiến tình nhân của nàng tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng nhiệm vụ này rất vớ vẩn, nhưng người ma giáo vốn không tôn lễ pháp, cho dù là chuyện vớ vẩn chỉ cần là rất người, bọn chúng đều làm. Huống chi là giáo chủ phân phó, hiện giờ vì tân giáo chủ này chính là kẻ điên, nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, giáo chủ mà giận, kết cục của bọn chúng tuyệt đối sẽ thê thảm hơn tiểu tình nhân xui xẻo kia. Tên mặt sẹo đã nhìn qua chân dung của đôi nam nữ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, hai trong ba người trước mặt này, đúng là đôi tiểu tình nhân trong nhiệm vụ, Tầm mắt tên mặt sẹo đảo quanh khuôn mặt tái nhật sợ hãi của thiếu nữ áo đỏ, mắt lộ ra kinh diễm. Nữ nhân này lớn lên không tồi, so với thánh nữ thần giáo bọn hắn cũng không kém. Lại tập trung nhìn vào, nữ nhân này vậy mà là người thường. Không chỉ có nàng, tiểu tình nhân của nàng cũng là người thường, chỉ có tên què bên cạnh có chút võ công, nhưng cũng không nhiều lắm. Tên mặt sẹo có chút không hiểu, giáo chủ rất hai người thường làm gì. Chẳng lẽ hắn coi trọng đàn ông có vợ, đối phương không tiếp nhận hắn, hắn thẹn quá hóa giận vì yêu sinh hận cho nên mới đau lòng mà hạ lệnh rất. Trong lòng nghĩ như vậy, tên mặt xẻo cũng không trì hoãn, nhếch miệng cười nói, các ngươi cũng là xui xẻo, hôm nay đụng phải ông đây, mặt xẻo ta cũng không rất người thường, nhưng bên trên có lệnh, ta còn phải tìm giáo chủ lĩnh thường, đành phải xin lỗi. Tên mặt xẻo ở ma giáo còn tính có nguyên tắc, không ra tay với người thường, chỉ là giáo chủ có lệnh, hắn cũng chỉ đành để mỹ nhân hương tiêu ngọc phấn. Đao trong tay hắn dương lên, thân hình chợt lẽ, liền lao đến an cửu như một tia chớp lời của tên mặt sẹo dừng ở trong tai minh dập nghe không hiểu an cửu thật nhanh nắm được một số tin tức phía trên có lệnh lệnh gì là muốn dắt bọn nàng sao từ từ tên này sao chỉ nhìn chằm chằm rất nàng ai muốn dắt nàng giáo chủ ma giáo minh dạ vì sao muốn dắt nàng nàng không kết thù với hắn mà nhìn thấy đao quang sáng ngời hướng về phía mình toàn thân an cửu cứng đờ không thể nhúc nhích trong đầu chỉ còn một câu hét khàn cả giọng minh dạ chờ đấy thù này an cửu nàng nhớ kỹ an cửu tự nhận là người thường mặc dù nàng xuất thân không tồi tiếp thu giáo dục tốt đẹp từ nhỏ đã được khen thiên tài cũng không thể che giấu việc nàng kỳ thật là thiên kim tiểu thư cá cũng chưa từng rất gặp phải nguy cơ sinh tử nàng cũng chỉ có thể vô lực chờ đợi vận mệnh an cửu cũng rốt cuộc hiểu cảm giác bất an hôm nay từ đâu mà đến nàng cũng không biết mình chọc tới vị giáo chủ ma giáo kia như thế nào vậy mà phái người tới rất nàng nên nói là vinh hạnh của nàng sao khi đại đao sắp bổ xuống đỉnh đầu nàng, An Cửu sợ tới mức thiếu chút nữa nhắm mắt lại. Từ từ, Bùi Tịch nhất định sẽ cứu nàng, nàng chính là thuốc giải của hắn. Với ý nghĩ này, trong thân thể An Cửu tức khắc xuất hiện một lực, giống như người chất đuối vừa được cọc gỗ, cả người lập tức tràn ngập sức lực. Trường đao nhanh chóng đến, giống như một tia chớp cắt qua bầu trời xanh. Thiếu nữ đứng thẳng bất động đột nhiên nhảy dựng lên, giống con thỏ bị thợ săn truy đuổi, đầu chui vào trong lòng ngực công tử Bạch Y bên cạnh. Bùi Tịch, cứu mạng, Bùi Tịch ngẩn người, phản xạ có điều kiện duỗi tay ôm nàng. Cùng lúc đó, Minh Dập cũng chậm nửa nhịp lao về phía bên này, bởi vì An Cửu rời khỏi vị trí, nên người trong tầm ngắm của đao nháy mắt biến thành Minh Dập. Minh Dập trợn to mắt, còn chưa lên tiếng, phía sau hắn bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động hiện lên một bóng dáng. Bóng người kia mặc một thân đen, lại khác khắc y vải thô của ma giáo, phong cách độc đáo, có chút giống y phục của bộ khoái quan phủ nha môn. Hắc y nhân đột ngột xuất hiện một tay kéo Minh Dập, nhanh đến mức tên mặt sẹo cũng chưa kịp phản ứng. Mặt sẹo một kích không trúng, thần sắc vốn không chút để ý trở nên đứng đắn hơn. Hắn nắm đao, nhìn chăm chú hắc y nhân kia, bỗng nhiên bật thốt lên, huyền y vệ. Tiểu tử ngươi thế mà là người trong hoàng thất, an cửu vốn dĩ vùi đầu trong lòng bùi tịch, nghe tiếng lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hắc y nhân dẫn theo minh dập đứng cách đó không xa, đang rằng co cùng mặt sẹo. Hắc y nhân có khuôn mặt bình thường của người qua đường, không biết có ngụy trang hay không, cảm giác tồn tại cực thấp. Người như vậy nhìn chung không dễ bị chú ý, ném vào đám người liền sẽ không thấy. Thế tử, nơi này không thể ở lâu, thuộc hạ liền mang ngài rời đi. Hắc y nhân vẫn không để ý lời của mặt sẹo, ngữ khí bình tĩnh nói với Minh Dập. Minh Dập vội vàng nói, người đi giúp An Cửu đi, trước đừng để ý ta. Hắc y nhân việc công xử theo phép công mà nói, thuộc hạ chỉ phụ trách an nguy của ngài, người khác không liên quan đến ta. Minh Dập, đó là bằng hữu của ta, sao người có thể không nghe lời ta? Hắc y nhân, Thái Hậu có phân phó, ngài an toàn mới là việc quan trọng nhất, ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thái Hậu, xin thế tử phối hợp nói xong hắc y nhân không màng minh dập dãy ruộng nhanh chóng mang minh dập đi phó công của hắc y nhân hiển nhiên không yếu mặc dù mang theo minh dập như gánh nặng thì thân hình mơ hồ nháy mắt đã bay đi bốn năm trưởng người này khinh công thật tốt mặt sẹo căn bản đuổi không kịp hắn cũng không tính đuổi ma giáo tuy không sợ trời không sợ đất thường xuyên làm nhiều việc ác coi triều đình không ra gì nhưng ma giáo cũng hoàn toàn không muốn đối chọi với triều đình giang hồ và triều đình nước sông không phạm nước giếng mặc dù là ma giáo cũng tuân thủ quy tắc Huống hồ huyền y về kia vừa thấy võ công cao cường, nếu thật sự đối chọi, hắn có lẽ sẽ thua. Mặt sẹo xoay người nhìn về phía an cửu, chế diễu nói, tiểu mỹ nhân, ngươi nhìn thấy không, nam nhân của ngươi bỏ ngươi để chạy. An cửu hiện tại đang trong chấn động vì, mình dập thế mà là người trong hoàng thất, bên cạnh hắn vậy mà còn có huyền y vệ. Phát hiện này khiến não nàng tức khắc chuyển động, khi đối mặt với lời của mặt sẹo, chỉ độn hồi lâu mới phản ứng lại. Nàng muốn nói, đó không phải nam nhân của ta, nhưng lời nói đến bên miệng, lại biến thành một câu dò hỏi, giáo chủ của các ngươi vì sao muốn rất ta. Tiểu bạch kiểm kia được cứu đi, nhiệm vụ này liền bị tổn thất, mặt sẹo cũng không biết bây giờ rất nữ nhân này, giáo chủ có thể công nhận hay không. Nếu, không công nhận, không bằng mang nữ nhân này đi, hắn hưởng dụng một phen. Tâm niệm vừa chuyển, mặt sẹo liền không ra tay nữa, cười nói, ta nào biết được, tâm tư của giáo chủ chúng ta, cũng không phải người bình thường có thể đoán được. Tiểu mỹ nhân, ta có thể buông tha ngươi, chỉ cần ngươi bồi ta một đêm thế nào. Vừa nói, mặt sẹo hướng an cửu đi tới an cửu lập tức theo bản năng sát người sang một bên mặt sẹo nhìn thấy động tác của nàng lúc này mới chú ý tới vị công tử bạch y bên cạnh nàng cùng với xe lăn dưới thân hắn tức khắc nhướng mày tiểu mỹ nhân người trốn phía sau tên què kia làm gì chẳng lẽ hắn còn có thể bảo vệ ngươi sao ngươi xem hắn đứng còn chẳng đứng được mặt sẹo cười nhạo không hề cố kỵ công tử bạch y ngồi trên xe lăn bị hắn tùy ý cười nhạo trên mặt trắng nõn thanh tuyển không mang theo một tia biểu tình một đôi mắt đen như mực nặng nề nhìn hắn Ngón tay hắn kích thích quạt xếp bạch ngọc trong tay một phen, 36 nan quạt trắng không tí vết lần lượt mở ra, đầu ngón tay thon dài nhẹ khảy trên một chiếc nan, rồi sau đó bắn về phía mặt sẹo. Nan quạt phát ra âm thanh chấn động như có như không, tựa hồ gần như chỉ là một động tác nhỏ vô ý. Giây tiếp theo, tiếng cười trong miệng mặt sẹo đột nhiên im bặt, như là bị thứ gì bỗng nhiên bóp cổ, khuôn mặt hắn đỏ bừng. Bước chân hắn còn theo quán tính đi lên phía trước, đi được hai bước, khi sắp đến trước mặt An Cửu, rốt cuộc dừng lại. Lúc này, hai mắt mặt sẹo trợn lên, đáy mắt tràn đầy tơ mấu. Trường đao trong tay loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, hai tay bóp cổ chính mình, miệng mở to, trong cổ họng phát ra tiếng khanh khách, máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra cuồn cuộn không ngừng, nhiễm đỏ dâu hắn. Ngươi, ngươi, sau khi gian nan phát ra hai chữ, mặt sẹo lảo đảo, ngã quỵ trên mặt đất, chất không nhắm mắt. An cửu, a à a à a à a, à, ngươi chất a, à, còn vừa vặn chất trước mặt nàng, hai con mắt đỏ ngầu đó còn chừng nàng, không đợi nàng quẹt ra, nháy mắt liền bị người bịt kín miệng, ưng 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 ưng. Muốn gọi những tên đó đến sao? Công tử Bạch Y sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh giống ánh trăng thanh lãnh. Trên khuôn mặt hắn không còn ôn hòa như trước, mặc dù đối với An Cửu, thần sắc cũng tương đối lãnh đạm. Đừng kêu, đẩy ta từ phía sau ra ngoài, cẩn thận đừng gọi người tới. Ừ ừ ừ, miệng An Cửu bị bịt lại không thể nói chuyện, đành phải mở to mắt bất lực, gật đầu như đảo tỏi. Bùi tịch lúc này mới buông tay, lạnh giọng nói đi từ bên kia. Hắn nâng đường cong hàm dưới duyên dáng lên, sắc mặt đông lạnh. An Cửu theo chỉ thị của hắn, đẩy xe lăn nhanh chóng đi đến vị trí bùi tịch chỉ, đó là một cánh cửa phụ ẩn, sau khi mở cửa đi qua một hành lang thật dài, tiếp đó lại đi qua mấy đường nhỏ và cửa không ai biết, thế mà đi ra bên ngoài sơn trang. Bùi tịch nói, nơi này có một đường xuống núi, chúng ta đi xuống núi trước. Một đường này, An Cửu vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ sẽ bị người ma giáo phát hiện. Nhưng ngoài ý muốn chính là, căn bản không gặp được người nào. Tuy rằng có thể nghe thấy tiếng đánh rất truyền từ bốn phương tám hướng, nhưng bọn họ vẫn bình yên vô sự tới nơi này. An cửu đoán, đại khái là con đường bùi tịch đã sớm an bài xong. An cửu đoán đích xác không sai, đây đúng là thông đạo bùi tịch chuẩn bị cho ngàn sát các, chỉ vì để sát thủ thuận lợi xuống sân khấu. Hắn lại không đoán được, người chạy trốn thông qua con đường này trước, lại chính là hắn và An cửu. Quá nhiều chuyện vượt qua tầm kiểm soát, bí tịch vốn nên bị trộm lại vẫn còn, cũng không thể hiểu sao An cửu bị giáo chủ ma giáo nhắm tới, hết thảy dường như thoát khỏi quỹ đạo vốn có, rơi vào vực sâu loại cảm giác này thật không tốt đáy mắt công tử bạch y đều là xương lạnh môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp hàm dưới hơi căng bùi bùi tịch chúng ta không đợi hạ đại ca và lâm thanh niên sao còn có a thất thanh âm thiếu nữ run rẩy truyền vào trong tai bùi tịch chuyển mắt nhìn lại liền thấy khuôn mặt nàng trắng bệch trong ánh mắt nhìn hắn thoáng hiện một tia sợ hãi bùi tịch nhẹ nheo mắt nhàn nhạt hỏi cô đang sợ ta độ hào cảm bùi tịch đối với cô trừ năm hiện tại là 30. mươi Độ hào cảm bùi tịch đối với cô trừ năm, hiện tại là 25. Màu môi thiếu nữ trắng bệch, mặc dù bôi son môi, cũng không che giấu được tái nhợt phía dưới. Nàng mím môi, dùng sức lắc lắc đầu, lắp bắp nói, không phải, ta, ta chỉ là bị dọa thôi, ta biết huynh đang cứu ta, ta sẽ không trách huynh, huynh là người tốt, người kia là người xấu. Hẳn là sợ tới mức tàn nhẫn, nàng nói năng lộn xộn, lại cũng có vẻ chân thật. Lạnh lẽo ở đáy mắt nam nhân thoáng rút đi vài phần. Độ hào cảm bùi tịch đối với cô cộng 10, hiện tại là 35. Bọn họ sẽ tự bảo vệ mình, chúng ta không giúp được gì, vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi cho thỏa đáng. Nghe hắn nói như vậy, An Cửu liên tục gật đầu, được, chúng ta đi. Đường xuống núi không dài, dù sao vốn là chân núi, nhưng con đường này là đường mòn, trên mặt đất không lát đá xanh, mặt đường đều là đất vàng không bằng phẳng, An Cửu còn phải đẩy xe lăn cho bùi tịch, không thể đi nhanh. An Cửu lấy lại bình tĩnh, một bên đẩy xe lăn, một bên âm thầm chửi trong lòng. Rõ ràng có thể đi, cố tình muốn diễn thành người què, để nàng đẩy xe lăn cho hắn, người này diễn cũng quá sâu đi. Lúc hai người chậm chậm xuống núi, náo động trong sơn trang kim xà dần dần có dấu hiệu ngừng lại. Giá trị vũ lực của mặt ác quỷ quá cao, bích thủy kiếm đối chọi với hắn cũng không chiếm được gì, đặc biệt mặt ác quỷ kia không biết luyện tà công gì, một thân nội lực vô cùng âm hàn, bích thủy kiếm trong lúc vô ý nhận một trưởng của hắn, tức khắc mất lực. Lần này ma giáo hẳn là chuẩn bị đầy đủ, kẻ xâm phạm đông đảo, môn phái giang hồ liên tiếp bại lui, trong thời gian ngắn ngủn liền hoàn toàn bại trận. Mắt thấy bích thủy kiếm cũng thua mặt ác quỷ, những người khác biết tự lượng sức mình mà không tiến lên. Nam tử quần áo đỏ sậm nâng đao lên, nhẹ nhàng thổi lên lưỡi dao, thổi bay vài giọt máu còn đọng lại. Hắn không thú vị mà thở dài, thảnh thơi ngồi trên mặt bàn giữa đại sảnh, trong tay cầm dương gỗ đỏ, lắc đầu thở dài, thật vô dục, giới võ lâm trung nguyên chỉ có chút năng lực này. Lúc này, một người trung niên đi đến bên cạnh mặt ác quỷ, nói, giáo chủ, ngài có phát hiện, người của chúng ta dường như nhiều hơn, mặt ác quỷ nghi hoặc mà, hừm, một tiếng, người trung niên cũng là vẻ mặt buồn bực khó hiểu, nói thuộc hạ phát hiện trong nhóm người đột kích, dường như không chỉ có thần giáo chúng ta, còn có một đám hắc y nhân, giả dạng thần giáo ta, thuộc hạ nghi, có người ở trong đục nước béo cỏ. Nghe lời này, ánh mắt mặt ác quỷ đột nhiên trở nên hứng thú. Ồ, ngươi nói, có người tính kế chúng ta, mặt ác quỷ cười hỏi, chán người nọ toát ra mồ hôi lạnh, thấp giọng nói chỉ sợ là như vậy. Chỉ là không biết thế lực nào, Mặt ác quỷ lại cười nói, bắt một tên tới hỏi một chút không phải được sao. Người trung niên khó xử, mỗi tên bị bắt, đều uống thuốc độc tự sát. Mặt ác quỷ cười liếc nhìn hắn, ngữ khí nhu hòa, nếu người hỏi không ra, cũng không cần trở về báo. Người trung niên liên tục gật đầu, kinh sợ nói, vâng, vâng, thuộc hạ liền tiếp tục đi hỏi. Mặt ác quỷ một chân đạp lên bàn, lười biếng đi tuần tra khắp nơi, rất có hứng thú phân biệt hắc y nhân trong đại sảnh. Hắn cũng không thể phân ra đâu là người trong ma giáo, rốt cuộc hắn không có khả năng biết từng giáo chúng. Mặt ác quỷ rất tò mò, rốt cuộc là ai, lá gan lớn như vậy, mượn đao hắn rất người. Thú vị, thật thú vị, cuối cùng có thứ thú vị. Đang lúc đang buồn chán, hai mắt mặt ác quỷ đột nhiên dừng ở một nơi đó là một góc khuất đúng lúc hắn nhớ cấp dưới chết ở đó vốn dĩ không có gì kỳ quái nhưng cách chết của người nọ khiến cho hắn chú ý mặt ác quỷ phi thân lên nhanh chóng đi đến trước thi thể kia ngồi xổm xuống xem xét độc sau khi phân biệt mặt ác quỷ dương mắt nhìn bốn phía đồng thời chóp mũi nhẹ ngửi rất nhanh hắn liền tìm được manh mối mình muốn từ vô số mùi hỗn tạp chính xác nhìn về một hướng an cử một chân thò một chân thụt đi đến chân núi đứng ở chỗ này ngẩng đầu lên còn có thể thấy đỉnh đài lầu các cao trong sơn trang kim xà thấp thoáng trong rừng bạch quả xanh ngắt rậm rạp yên tĩnh bình yên Ai có thể nghĩ đến, Sơn Trang Kim Xà Đại Danh sẽ gặp tai họa như vậy chứ? An cửu nhíu mày, nàng có chút lo lắng cho an nguy của Kim Yến Uyển. Hy vọng nàng ta không sao. Trong sách viết, ma giáo tuy hung hăng ngang ngược tùy ý, vô pháp vô thiên, nhưng cũng không ở chỗ này lâu lắm, dù sao nơi này không phải đại bản doanh của chúng. Tục ngữ nói phép vô thua lệ làng, huống chi hiện giờ cơ hồ toàn bộ võ lâm đều tề tụ ở đây. Dưới chân Sơn Trang Kim Xà còn có chấn Kim Xà, người có thể vào Sơn Trang chỉ là số ít, ngược lại nhiều người dừng ở chấn, cho dù người ma giáo lợi hại, dùng nhân số cũng có thể đánh chất chúng. Cho nên một khi dưới chân núi nhận được tin tức, nhân sĩ võ lâm trong trấn chạy đến chi viện, người ma giáo liền sẽ thối lui. Hẳn là cũng sắp rồi, An Cửu đánh giá sắc trời, thất thần mà nghĩ, An Tiểu Thư, cẩn thận, phía trước có chỗ chúng. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở ôn hòa, An Cửu nháy mắt hoàn hồn, suy nghĩ trôi xa bị kéo lại. Nàng nhìn về phía trước, quả nhiên trên đường đất vàng xuất hiện một chỗ chúng, bên trong tích một chút nước bùn, an cửu cúi đầu nhìn ót của nam nhân ngầm nghiến răng người này thật đúng là nhàn nhã tự tại chỉ có nàng ở chỗ này mệt chất mệt sống trong lòng chửi thầm trên mặt an cửu giận mà không dám nói gì dù sao người ta vừa mới cứu nàng nàng không thể lấy oán trả ơn tuy rằng nàng rất muốn trực tiếp đẩy mạnh hắn vào trong nước bùn an cửu tỉnh táo hơn bất cứ ai bùi tịch cứu nàng tuyệt đối không phải vì không đành lòng mà là mạng của nàng tương đương với mạng của hắn hắn cứu nàng là đang cứu chính mình chỉ thế mà thôi trong lòng nghĩ như vậy lỗ tài an cửu đột nhiên nghe thấy một tiếng xé gió cùng lúc đó phía sau lưng nổi lên một trận lạnh lẽo lông tơ dựng lên một dự cảm mãnh liệt quét qua nàng đằng sau có thứ gì tới đây an cửu còn chưa kịp quay lại nhìn chờ thấy cánh tay bị siết chặt một bàn tay to bắt lấy cổ tay nàng một bóng trắng đột nhiên nhào tới kéo nàng ngã xuống mặt đất hơi thở xung quanh tràn đầy mùi thuốc nồng đậm đắng chát chóp mũi an cửu đập thật mạnh vào ngực cứng rắn một cảm giác chua xót sộc vào khiến nàng không nhịn được đỏ hốc mắt an cửu dãy dụ muốn ngẩng đầu lại cảm giác được thân thể đang đè nặng lên nàng đột nhiên chấn động, một tiếng kêu rên trầm thấp chui vào tai. Động tác của nàng cứng đờ, hoảng sợ dương mắt nhìn về phía trước. Nam nhân một tay chống mặt đất, sắc mặt tái nhợt màu môi nhạt nhẽo, đôi mắt đen càng thêm thâm trầm, hắn nhíu mắt, lông mi dài run rẩy, có vẻ như đang nhẫn nhịn cái gì. An Cửu cẩn thận lên tiếng, "Bùi Tịch, huynh, huynh làm sao vậy?" Còn có vừa rồi, phía sau ta, còn chưa dứt lời, đột nhiên im bặt, đầu ngón tay An Cửu chạm đến nơi ấm áp, tay nàng đặt sau thắt lưng hắn, hơi nóng mang theo nhiệt độ cơ thể người, hơi sền sệt. Không hề nghi ngờ, đó là máu, là hắn chảy máu, An Cửu Trừng lớn mắt, ánh mắt kinh hãi, huynh bị thương. Cùng thời khắc đó, trong sơn trang Kim xa, mặt ác quỷ đứng trên nóc nhà, hai mắt từ xa nhìn xuống phía dưới, hắn tìm được người hạ độc kia, còn ngoài ý muốn phát hiện nữ nhân lang nhang đó. Nữ nhân đó thủ đoạn cao siêu, thời gian ngắn như vậy mà kết giao được với một vị cao thủ dùng độc, thật là đáng giận đến cực điểm nghĩ đến minh huynh mình mới kết giao trên đầu đội nón xanh mặt ác quỷ liền rất bất bình đáng tiếc khi tìm được hai người kia bọn họ đã xuống núi đuổi theo cũng không phải không thể chỉ là đại hộ pháp bên cạnh hắn không ngừng lải nhải nói người dưới chân núi sắp lên đây bla bla ồn ào đến đau đầu giáo chủ chúng ta phải đi thôi đại hộ pháp lại nói lần nữa mặt ác quỷ buông cung tiến trong tay chậm gì gì hỏi hỏi ra lai lịch của những tên đó chưa tâm trạng hắn rất tốt mũi tên vừa rồi không tồi chúng hồng tâm tuy rằng bị nam nhân kia chắn, nhưng cũng tính là báo thù cho Minh Huynh. Trên mũi tên tẩm độc, bảo đảm người nọ tuyệt đối sẽ chết. Đại hộ Pháp, chưa ạ, à, những tên bị bắt đều độc phát thân vong, nhưng chúng ta điều tra được một ít manh mối từ trên người bọn chúng, cơ bản có thể xác nhận là sát thủ ngàn sát các. Mặt ác quỷ trầm ngâm một lát, nói, ngàn sát các. Bọn chúng không phải chuyên làm nhiệm vụ vì tiền sao. Chuyện đề cử, hổ tế, đại hộ Pháp, không sai, ta nghi bọn chúng lợi dụng lúc hỗn loạn để làm nhiệm vụ, Người chúng muốn rất là nhân sĩ giang hồ các phái, không có mục tiêu cụ thể, cũng không giống như là đến vì thần giáo chúng ta." Mặt ác quỷ nghĩ nghĩ, cười nói, "Đúng, bọn chúng sao lại biết hôm nay chúng ta sẽ tập kích sơn trang Kim Xà chứ?" Đại Hộ Pháp cũng không rõ điểm này, lắc đầu nói, "Chúng ta giấu tin tức rất kỹ, các đại phái cũng không nhận được tin, ngàn sát các càng không thể, thuộc hạ cũng không hiểu nổi." Mặt ác quỷ nhếch môi cười cười, nhẹ nhàng bâng cô nói, "Không cần nghĩ nhiều như vậy, có cơ hội thấy ngàn sát các không phải tốt sao?" Đại hộ Pháp nhắc nhở, hôm nay chúng ta đã nháo ra động tính không nhỏ, tiếp theo không thích hợp ra tay nữa. Dừng một chút, hắn lại đè thấp giọng, ngài không phải còn muốn lấy bí tịch thần công về thần giáo, giao cho thánh nữ sao. Mặt ác quỷ ngữ khi bất đắc dĩ, đi đây đi đây, ta liền trở về. Dứt lời, hắn lại nhàn nhạt phân phó, kêu một tên xuống đi, đem đầu nữ nhân kia về cho ta, ta muốn tặng cho Minh Huynh, cho hắn một kinh nghỉ. Đại hộ Pháp gật đầu, tuân mệnh, dưới chân núi, an cửu vất vả bò dậy từ dưới thân bùi tịch, lúc này mới nhìn thấy đầu vai sau lưng hắn cắm một mũi tên. Mũi tên vừa mỏng vừa ngắn, lông mũi tên lộ ra không dài quá lòng bàn tay, lại cắm thật sâu vào thịt, mũi tên đại khái bị động tay động chân, dù thế nào đi nữa cũng không thể cầm được mấu, không ngừng trào ra từ miệng vết thương, thấm ướt bạch y không tì vết. An Cửu duỗi tay muốn sờ thử, lại phát hiện hai tay mình đều đang run. Nàng dương mắt nhìn nam nhân ngồi dưới đất, một thân bạch y lăn trên mặt đất, dính bùn, trở nên bẩn thỉu. Cả người hắn không hình tượng mà ngồi trên mặt đất, mặc dù bộ dáng chật vật như vậy, nhưng trên khuôn mặt thanh tú, trừ hơi trắng bệch, lại không chút biểu tình đau đớn. Bùi tịch, huynh, huynh không đau sao, cổ họng không hiểu sao có chút khô khốc, an cửu nuốt khan, run giọng hỏi. Nàng nhớ, hắn là vì nàng mới chắn một mũi tên này. Lúc ấy nếu không phải hắn phản ứng nhanh, mũi tên này sẽ bắn vào giữa lưng nàng, giờ khắc này, người bị thương hẳn là nàng mới đúng. Bùi tịch hơi ngước mắt, nhìn về phía thiếu nữ nửa ngồi sổm trước mặt. Đại khái chính nàng cũng chưa phát hiện, cặp mắt xinh đẹp đào hoa kia bất giác đỏ lên, đáy mắt đọng một tầng nước mắt trong suốt, ngân quang lấp lánh đọng lại trên lông mi. Rõ ràng bị thương chính là hắn, sao ngược lại nàng lại làm ra biểu tình này. Bùi tịch không hiểu tâm tư của nữ nhân này, cũng không kịp nghĩ, trầm giọng nói, đi mau, trên núi có người đi xuống. Nếu hắn không nhìn lầm, người nọ rất nhanh sẽ đến đây, bọn họ phải nhanh rời đi. An cửu ngẩn người, khuôn mặt tinh xảo càng thêm trắng bệch. Bùi tịch nói tiếp, nơi này cách trấn kim xà không xa, cô đi đến trấn liền an toàn, Hiện giờ ta không tiện di chuyển, cô có thể đi trước. Kỳ thật không đi cũng không sao, chỉ là sẽ lộ càng nhiều át chủ bài của hắn mà thôi. Không bằng tách An Cửu ra, như vậy hắn có thể tùy ý xuống tay, cũng không cần cố kỵ nàng có sợ hãi hay không. Nghĩ đến trước đó sau khi độc chất mặt sẹo, ánh mắt thiếu nữ hoảng sợ khó hiểu, đáy lòng bùi tịch liền vô cớ bực bội. Huống hồ lấy hiểu biết của hắn với An Cửu, nữ nhân này nhất định sẽ tự mình đi trước. Nàng khinh thường hắn từ trước đến nay, sao có thể không màng an nguy của bản thân mà ở lại? vừa rồi trên đường đẩy hắn xuống núi hắn không ngừng nghe thấy tiếng nàng thở phì phì nghiến răng có thể tưởng tượng nếu có thể bỏ được gánh nặng là hắn nàng nhất định sẽ không chút do dự mà đáp ứng đang chờ thiếu nữ rời đi bỗng nhiên bên tai truyền đến một giọng nữ khàn khàn không cần thiếu nữ ngồi xổm trước mặt hắn thấp đầu nhỏ giơ tay lau mắt sau đó đột nhiên ngừng mặt hốc mắt hồng hồng giống con thỏ nàng phảng phất như đang tuyên bố chuyện lớn ta mới không cần ta không đi huynh coi ta là hạng người gì chứ huynh cứu ta hai lần lại vì ta mà bị thương, an cửu ta không phải người lấy oán trả ơn. Ánh mắt bình tĩnh của công tử Bạch Y bỗng nhiên khẽ run lên, như là một viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, gây ra những gợn sóng nhỏ. Hắn hơi hé miệng, cô, huynh đừng nói nữa, thiếu nữ đột nhiên đánh gãy hắn, nàng không nhịn được khịt mũi, vẻ mặt quật cường nói, dù sao ta sẽ không bỏ huynh lại, muốn chất chúng ta cùng chất. Như để chứng minh lời nói của mình, thiếu nữ nói xong liền lập tức đứng dậy, đẩy xe lăn tới. Sau đó, Nàng đi đến trước mặt bùi tịch, đánh giá khắp nơi một phen. Bùi tịch, nếu ta làm đau huynh, huynh nhớ lên tiếng nhé. Nói xong lời này, nàng liền cúi người vươn hai cánh tay, xuyên qua nách hắn, cắn răng, dùng sức bế nam nhân từ mặt đất lên. Sở dĩ không ôm từ phía sau, là vì sau lưng hắn cắm mũi tên. Tư thế như vậy, thoạt nhìn giống hai người đang gắt gao ôm nhau, gương mặt thiếu nữ dán vào ngực nam nhân, cầm nam nhân gác trên vai nàng, tay chúng tên rũ vô lực, một tay đỡ sau lưng nàng. Bởi vì hai chân nam nhân vô lực, cho nên toàn bộ cơ thể đều dựa vào người nàng, lực nặng như vậy áp xuống, khuôn mặt thiếu nữ đỏ bừng, hàm răng nghiến chặt, cổ nổi lên một tầng hồng nhạt. Cơ thể nàng vốn yếu ớt, lại trúng cổ độc của Vu Thịnh, sao có thể chịu được trọng lượng như vậy? Hàng mi dài của Bùi Tịch không tiếng động buông xuống, tầm mắt đúng lúc dừng trên cổ mảnh khảnh kia. Khi là Bùi Tịch, hắn chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với nàng như thế. Mùi hương của thiếu nữ quanh quẩn ở chóp mũi, hắn thấy nàng bởi vì dùng sức mà cắn môi đến đỏ thắm, cảm giác cánh tay thiếu nữ siết chặt eo mình, nghe thấy tiếng nàng thở hồng hộc. Khóe mắt nàng còn mang theo nước mắt, màu đỏ ẩm ướt, giống cánh hoa đào bị nước mưa làm ướt. Không biết vì sao, Bùi Tịch đột nhiên nhớ tới một ngày kia mười mấy năm trước, trời mưa dầm liên miên, hắn cũng ngã vào bùn như thế này, gặp được một cô bé mặc y phục màu hồng. Cô bé xinh đẹp giống thiếu nữ ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn hắn, nói chuyện với hắn. Lúc ấy hắn nghĩ, nàng kéo ta một phen thì tốt rồi. Hắn không muốn bị người khác thấy bộ dáng té ngã, hắn muốn bảo dậy, chỉ cần nàng duỗi tay, hắn liền có thể tự mình bò lên xe lăn. Cô bé không kéo hắn, trên người hắn tất cả đều là bùn, ngày đó nàng mặc một bộ y phục mới, không muốn làm bẩn váy áo mới tinh của mình. Vì thế nàng gọi người lớn tới, bảo những người đó mang hắn trở về. Thật lâu thật lâu, bùi tịch đều nghĩ, thế là đủ rồi, như vậy đã rất tốt rồi, đây là lòng tốt thuần khiết nhất mà hắn từng nhận được. Chân quý cỡ nào chứ? Chính là ngày này, có một cô nương kiêu căng hơn, yêu cái đẹp hơn, tính tình tệ hơn cô bé năm đó nàng một chút cũng không thiện lương, nàng ích kỷ, ngu xuẩn, vô tri, ngang ngược, chính là nữ nhân nông cạn đến không đúng tí nào như vậy. Nàng không ghét bỏ hắn người đầy nước bùn, cũng không để ý truy binh phía sau. Nàng cắn chặt răng, gian nan bế hắn lên từ bùn, mắt hồng nói với hắn, ta sẽ không bỏ huynh lại, muốn chất thì. Cùng chết. trong lúc hoảng hốt, bùi tịch nghe thấy ngực nổ vang một trận, phảng phất có thứ gì, tại đây một khắc lặng yên sụp đổ. Độ hào cảm bùi tịch đối với cô cộng 20, hiện tại là 55 khi tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên an cửu sửng sốt nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt nàng rất nhanh liền khôi phục lại như thường không hề bị nam nhân mình đang ôm phát hiện nhưng an cửu cũng phát hiện độ hào cảm tăng lên hiệu quả vẫn rất rõ ràng ví dụ khi nàng bế bùi tịch đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng không ít giống như trong nháy mắt hắn biến nhẹ tóm lại nàng không cần tốn sức lực kéo hắn an cửu biết hắn đang trong tối phối hợp với nàng lặng lẽ dùng sức hắn nắm chắc chừng mực rất khá nếu không phải an cửu cẩn thận chú ý cùng với nhắc nhở độ hào cảm, có lẽ chính nàng cũng không phát hiện ra. An cử một bên ôm nam nhân về phía xe lăn, một bên nội tâm cảm khái. Quả nhiên độ hào cảm 30 khác 50, hào cảm tăng đãi ngộ của nàng cũng lên cao, không uổng công nàng ra sức diễn như vậy. Cuối cùng đi đến xe lăn, An Cửu đang muốn để bùi tịch vào xe lăn, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng từ phía sau truyền đến. Nàng cả người cứng đờ, tức khắc hiểu là truy binh đuổi tới. An Cửu còn chưa kịp phản ứng, bên tai đột nhiên phất quá một luồng gió ấm, chính là hơi thở từ miệng người dựa vào vai nàng thở ra. Đừng quay đầu lại, tiếp tục, tiếng bạch y công tử được nàng ôm ôn nhuật, ngữ khí bình thường như đang tán gẫu. Giọng nói phát ra, một tiếng nặng nề trầm đục đột nhiên vang lên, như là thứ gì bùm một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. An cửu theo bản năng làm theo như bùi tịch nói, chờ nam nhân một tay đỡ xe lăn ngồi xong, nàng mới nhìn phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa quay đầu, bóng dáng một hắc y nhân đột nhiên lọt vào mắt, chỉ là người nọ lặng yên quỳ dạp trên mặt đất, bộ dáng sống chất không rõ, cũng không biết gặp phải chuyện gì. An Cửu nhìn Hắc Y Nhân, lại quay đầu khẽ nhìn công tử Bạch Y ôn tồn lễ độ trên xe lăn, âm thầm nuốt nước miếng. Đây là năng lực của đại lão độc thuật sao? Trong phạm vi mấy mét xung quanh căn bản không tới gần được, tới gần liền chất. Nàng bỗng nhiên có chút lo lắng cho an nguy của mình, cảm giác nhiều ngày như vậy, ỷ vào nhân thiết hung hăng mà ức hiếp bùi tịch, hiện tại bản thân vẫn tồn tại, thật là mạng lớn. An Cửu hoảng loạn một giây, rất nhanh nàng lại an ủi bản thân, dù sao đại phản diện không thể rất nàng, hắn còn phải chờ nàng giải độc cứu mạng đó. Cho dù biến nàng thành sát sống, hiện tại An Cửu cũng không quá lo lắng. Hiện đại có từ gọi là chi phí chìm, ý nghĩa là khi một người đầu tư quá lâu ngày vào một một sự vật nào đó, liền không thể dễ dàng từ bỏ. Giống đầu cơ cổ phiếu, những người đầu cơ cổ phiếu đầu cơ đến táng ra bại sản chẳng lẽ không rõ khi thị trường chứng khoán lao dốc nên cắt đuôi cầu sinh sao. Bọn họ kỳ thật đều hiểu, chỉ là vì đầu tư quá nhiều, hao tổn quá lớn, nếu không gỡ lại thật sự khó có thể vuốt phẳng không cam lòng trong lòng, vì thế sẽ bị cột chặt, không thể buông tay, cuối cùng hướng đến kết cục sân thượng. Đạo lý tương tự cũng áp dụng trong yêu đương, rất nhiều nữ sinh gặp phải cha nam nhưng không muốn chia tay, có lẽ không phải không muốn, mà là bởi vì tốn quá nhiều thời gian, tình cảm, sức lực và tiền bạc, cho nên dù có một ngày thấy rõ gương mặt thật của đối phương, cũng sẽ vì chi phí chìm quá lớn mà lâm vào hoàn cảnh thống khổ dễ dụa. An Cửu cảm thấy bùi tịch đầu tư vào nàng không ít, chi phí chìm không thấp, huống hồ độ hảo cảm hiện tại là 55. Nàng đoán, bùi tịch đối với trò chơi công lược của nàng hẳn là sẽ tiếp tục. Đơn giản mà nói, chính là không bồi nổi, nghĩ như vậy, tâm thái an Cửu tức khắc vững vàng. Nàng lại có thể yên tâm thoải mái mà tiếp tục làm đại mỹ nhân kiêu căng ngốc nghếch rồi. An cửu kìm nén khóe miệng, đang nhếch lên, nhanh chóng tiến vào trạng thái, thật cẩn thận xoay người, hỏi nam nhân trên xe lăn, cái kia, bùi tịch, hắn làm sao vậy? Hàng mi dài của công tử bạch y hiếp lại, sắc mặt hắn lộ ra suy yếu tái nhợt, môi mỏng lại hơi dương lên, hàm chữ ý cười trong trẻo ôn hòa, hỏi lại nàng cô cảm thấy sao. An cửu hơi hé miệng, ấp úng nói chất, đã chất. Mắt đen bùi tịt thâm thúy, sâu kín nhìn thiếu nữ sắc mặt trắng bệch. Khuôn mặt tinh xảo của nàng vẫn lưu lại một chút kinh sợ, lông mi cong vút rung động, giống con thỏ sợ hãi. Nghĩ cũng đúng, mười mấy năm nàng vẫn luôn ở phủ thượng thư, từ nhỏ là đại tiểu thư được nuông chiều, có lẽ mấu cũng chưa từng thấy. Hôm nay thấy cảnh tượng như vậy, khắp nơi đều là người chết, bị dọa cũng là bình thường. Nhưng bùi tịch lại nghĩ đến ngày ấy, khi nàng dối dám nói Phi Y là người tốt. Khi đó hắn liền ý thức được, An Cửu chỉ thích chính nhân quân tử. Nàng là đại tiểu thư đơn thuần không dành thế sự, đọc thoại bản từ trước đến nay cũng chỉ đọc đại hiệp chính đạo, trong cảm nhận của nàng, người mình thích không thể có vết nhơ. Cho nên vì phát hiện, Phi Y, ăn cắp thần công, mà nàng cảm thấy dối dám buồn giàu. Hiện tại, hắn rất người, nàng cũng sẽ cảm thấy hắn là người xấu không. Do đó sợ hắn. Suy nghĩ này hiện lên trong lòng, ánh mắt bùi tịch càng thêm âm trầm. Rõ ràng lúc trước căn bản không thèm để ý cái nhìn của nàng với, bùi tịch hiện tại, chỉ cần tưởng tượng đôi mắt nàng nhìn về phía hắn đều là sợ hãi, hắn liền không thể chịu được mà sinh ra bực bội trong lòng. Đầu ngón tay cọ sát nan quạt bạch ngọc, hơi lạnh từ ngọc thạch cũng không thể vuốt phẳng mặt hồ nổi lên gợn sóng. Đối mặt với thiếu nữ run rẩy dò hỏi, nam nhân trầm mặc không trả lời. Tầm mắt hắn dừng trên mặt thiếu nữ, hai mắt nhìn nàng chằm chằm, không nói một lời có đôi khi trầm mặc cũng là một loại trả lời thiếu nữ dường như hiểu ra điều gì môi đỏ nàng run rẩy trên cánh môi còn lưu lại dấu răng do lúc trước dùng sức đỏ bừng kiều diễm như hoa hồng nở rộ sau khi lặng im một lát an cửu bỗng nhiên chớp chớp mắt hỏi một đằng trả lời một nẻo bùi tịch huynh nhìn ta như vậy làm gì ánh mắt bùi tịch chợt lóe không nói sang ý khác theo ý nàng nhỏ giọng hỏi cô không có gì muốn nói an cửu mím môi nhất thời không nói chuyện nàng cất bước đi tới ra sau xe lăn nắm tay cầm đẩy về phía trước lúc này giọng nói thấp của thiếu nữ theo gió truyền đến, ta không phải đồ ngốc, người giang hồ bọn huynh, không phải đều như thế này sao, một lời không hợp liền đánh đánh rất rất. Hơn nữa tên này là tới rất chúng ta, hắn sống chẳng phải chúng ta sẽ phải chất sao. Dừng một chút, thanh âm thiếu nữ càng thấp, như là có chút ngượng ngùng, huynh đừng để ý, ta thật sự không phải sợ huynh. Ta chỉ là, chỉ là lúc trước chưa từng thấy, tóm lại, ta không phải để ý huynh rất người, huynh tốt như vậy, ta sao lại sợ chứ. Nói xong câu cuối, ngữ khí của thiếu nữ dần dần mất kiên nhẫn. Đại khái chính nàng cũng đang ảo não, đại tiểu thư chính là như vậy, luôn để ý một số chuyện kỳ quái, chẳng hạn tuyệt đối không thể thừa nhận mình không được, bất kỳ chuyện gì cũng phải tranh vị trí đầu tiên tiên. Bùi tịch sớm đã lĩnh giáo qua điều này, còn nhớ có lần lên phố, An Cửu nhìn chúng một cây châm, mà cây châm đó cũng bị một người khác để ý, hai người tranh nhau trả tiền, cuối cùng An đại tiểu thư trực tiếp vận dụng năng lực của đồng tiền, vung tiền gấp 10 lần, khiến ông chủ nở hoa. Đối mặt với nghi hoặc khó hiểu của bùi tịch, lúc ấy nàng nói như thế nào ta mua không phải châm mà là cơn thức hiểu không ta sao có thể thua người khác sau đó cây châm ấy không thấy nàng dùng được mấy lần còn có một lần an cửu vội vàng chạy tới tìm hắn đơn giản là trong phòng có chuột rõ ràng sợ tới mức mặt trắng bệch còn cãi bướng nói mình không sợ lúc này hắn đã nghe ra ý ngoài lời của nàng nàng là bị những người chất dọa rồi lại không muốn trực tiếp thừa nhận mới nói gần nói xa như vậy không sợ hắn rất người còn cảm thấy hắn là người tốt, ngược lại đi sợ người chết. Bùi Tịch không hiểu tâm lý kỳ quái này của nàng, nhưng bất giác sự bất an không rõ nơi đáy lòng lại lặng yên tiêu tán. Thiếu nữ ở phía sau lẩm bẩm, như là sợ hắn hiểu lầm, cực lực giải thích. Bản thân Bùi Tịch cũng không phát hiện, khóe môi hắn đã không tự giác cong lên. "Ta đã biết." Hắn nhẹ giọng nói, "A, à, huynh tin ta." Thiếu nữ lập tức cao giọng, lại tràn ngập sức sống, hẳn là không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi, nàng hỏi, "Bùi Tịch, sắp đến chấn rồi, kế tiếp chúng ta đi đâu?" Bùi Tịch nói, ta có một biệt viện ở trấn Kim Sa, có thể đến đó nghỉ chân trước. An Cửu Trần trừ hỏi, chỉ là thương thế của huynh, không cần xử lý một chút sao? Nếu không chúng ta đi y quán trước. Công tử Bạch y nhàn nhạt nói, ta là đại phu, không cần đến y quán. Kỳ thật thể chất Bùi Tịch đặc thù, đến y quán cũng vô dụng, vết thương này chỉ có thể tự hắn xử lý. An Cửu nghe vậy gật đầu, được rồi, kế tiếp dọc theo đường đi lại không phát sinh chuyện gì, An Cửu thuận lợi đẩy Bùi Tịch đi vào trấn Kim Sa. Trấn kim xà vốn kín người giờ phút này vậy mà không có một bóng người, trên đường không ít cửa nhà còn đang mở, trên bàn để bát trà, nhưng chẳng thấy được mấy người. Bùi tịch nói, hẳn là nhận được tin, đều lên núi rồi. An cửu cũng nghĩ như vậy, cũng tốt, muốn đến y quán cũng không sợ ai. Dựa theo chỉ thị của bùi tịch, An cửu rất nhanh tìm thấy biệt viện hắn nói. Đi qua ngõ nhỏ để đến tiểu viện, vào cửa là hoa viên, trong vườn có một gốc cây bạch ngọc lan, trên đầu cành đã điểm suyết rất nhiều nụ hoa trắng, sân không lớn, phòng ốc cũng chỉ có bốn gian, An Cửu đẩy Bùi Tịch đến nhà chính, lúc này, sắc mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy, trên áo bảo trắng cơ hồ đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Trên trán An Cửu lấm tấm mồ hôi, nam nhân ngồi trên xe lăn, trước đây bất luận khi nào, lưng hắn đều thẳng, thon dài thẳng tắp như thanh trúc không bị uốn cong. Giờ khắc này, người hắn lại uể oải, hàng mi cụp xuống, lông mày đen hơi nhíu, mặt gần như không còn chút máu. An Cửu cúi người xuống, cẩn thận duỗi tay, muốn chạm vào hắn. Bùi Tịch còn chưa chạm đến mặt nam nhân, lông mi dày nhẹ nâng mắt đen hẹp dài sâu thẳm kia liền chậm rãi mở ra. Màu môi công tử Bạch Y nhợt nhạt đến cơ hồ không nhìn ra màu sắc, hắn hơi mở miệng, đón ánh mắt bất lực lo sợ của thiếu nữ, giọng như vô thức dịu xuống, "Đừng sợ." Dìu ta lên giường, lấy hòm thuốc ra, An Cửu vội vàng ôm eo hắn kéo lên giường, lúc này, nàng vẫn không cảm giác tốn quá nhiều lực. Sau khi đỡ nam nhân ngồi ở mép giường, nàng liền ngồi xổm xuống, lấy hòm thuốc nhỏ từ sau xe lăn của hắn, mở ra trước mặt hắn. An Cửu khẩn trương nhìn hắn, "Này đủ chưa?" Bùi tịch nhìn hòm thuốc, lại dương mắt nhìn về phía nàng, cong cong mắt, nhẹ giọng nói kế tiếp còn muốn làm phiền an tiểu thư giúp ta một chút. Giúp gì, khuôn mặt thanh tú của công tử Bạch Y không thấy nửa phần huyết sắc, hắn lại giống như không sao, khuôn mặt bình thản, nhẹ giọng nói giúp ta rút mũi tên ra. Thật sự, liền rút như vậy sao? Lúc hỏi câu này, giọng an cửu đều là run rẩy. Rút đi, phía trước truyền đến tiếng nam nhân đều đều, bình thường như đang nói cô ăn chưa? An cửu liếm môi khô khốc, thật cần đưa tay đến chỗ lông mũi tên, chậm rãi, nhẹ nhàng cầm nó. Vậy, ta rút nhé, ừm, an cửu cắn răng, mắt thấy thái dương nam nhân toát một lớp mồ hôi lạnh, nàng dứt khoát nhắm mắt, tay dùng chút lực, một tay rút mũi tên cắm thật sâu vào thịt kia ra. Phập, một tiếng vang nhỏ, mấu nháy mắt trào ra. Thân hình nam nhân ngồi đưa lưng về phía, nàng hơi chấn động, phát ra một tiếng kêu rên ngắn ngủi. An cửu đang định thở vào một hơi, dây tiếp theo hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Trên mũi tên có độc, nàng buột miệng thốt ra, mũi tên kia được nàng nắm ở trên tay, mũi tên bén nhọn lập lòe hàn quang, thu hút ánh nhìn nhất, lại là màu xanh nhạt trên hàn quang. Này vừa thấy chính là độc, màu xanh như vậy, tuyệt đối không phải độc bình thường. An cửu trong nháy mắt bị dọa đến hoang mang lo sợ, đại phản diện sẽ không chất ở đây chứ. Vậy nhiệm vụ công lược của nàng làm sao bây giờ? Nàng còn có thể về nhà không? Giây tiếp theo, chỉ thấy bùi tịch hơi như người, bởi vì sắc mặt quá trắng, mặt mày càng thêm tối tăm, như là dùng mực đen phát họa ra tranh thủy mặc trên mặt hắn vẫn không có biểu tình gì không có thống khổ cũng không có hoảng loạn trong mắt nhìn về phía an cửu thậm chí hơi mang theo chút trấn an sợ cái gì ta sẽ không chất hắn bình tĩnh nói thiếu nữ trước mặt như lại bị dọa cho ngây người mắt đào hoa xinh đẹp bao trùm một tầng thủy sắc trong suốt trong mắt tựa hồ đều đang chấn động nghe thấy hắn nói thiếu nữ phải mất một lúc mới phản ứng lại khịt khịt mũi thật thật sự sẽ không sao sẽ không độc này không dắt ta được nam nhân mắt đen cong cong độc hạ trên người hắn đều sẽ mất tác dụng bởi vì trong thân thể hắn có kịch độc độc nhất thế gian ngừng lại một chút hắn lại nói được rồi cô có thể ra ngoài an cửu ngẩn người theo bản năng hỏi ta ra ngoài làm gì đại khái là mất mấu quá nhiều thanh âm của bùi tịch lộ ra suy yếu chậm gì gì nói ta phải bôi thuốc lên miệng vết thương cô ở đây không tiện bôi thuốc phải cởi quần áo hai người bọn họ trai đơn gái chiếc thật sự không hợp lễ nghi thiếu nữ nghe vậy nhướng mày liếu vẻ mặt không tán đồng mà nói không được ta không đi huynh vì ta mà bị thương sao ta có thể để huynh một mình ở đây? Hơn nữa vết thương ở sau lưng, sao huynh bôi thuốc được? Bùi tịch hơi sừng sốt, còn chưa trả lời, an cửu đột ngột tới trước mặt hắn, duỗi tay tới, huynh không cần xấu hổ, hiện tại huynh bị thương, không cần để ý quy củ hay không quy củ, ta tới giúp huynh bôi thuốc. Bùi tịch chờ, chờ đã, ai nha, huynh một đại nam nhân thẹn thùng cái gì? Thiếu nữ vừa nói, cường ngạnh kéo lấy đai lưng hắn. Nhưng bùi tịch đang suy yếu, lại muốn diễn tên què trước mặt nàng, một chút lực phản kháng cũng không có thiếu nữ một chân dẫm lên mép giường, một chân trống trên mặt đất. Nàng một tay ấn ngực công tử Bạch Y, ấn hắn lên giường, một tay khác nắm khuy áo bên hông hắn, đầu ngón tay trắng nõn linh hoạt chuyển động, đai lưng tuyết phút chốc tuột ra. Đai lưng rơi xuống, vạt áo vốn chỉnh tề tức khắc rộng mở, xương quai xanh thon gầy cùng với một khoảng nhỏ ngực không tì vết của nam nhân lộ ra. Sắc mặt Bùi Tịch tái nhợt vô cùng, giờ phút này lại bị nàng nháo đến bên tai đều đỏ. "Cô, cô dừng tay, đừng nháo, ta tự làm." Lông nghi hắn run rẩy đến lợi hại, giống lá rụng trong gió hiển nhiên tức giận không nhẹ vì hành động của thiếu nữ tùy tiện không biết liêm sỉ như thế an thượng thư dạy nàng thế nào vậy an cửu nhìn mặt công tử bạch y đoan chính ôn nhã bắt đầu phiếm hồng khóe mắt đuôi mày đều là tức giận lúc này mới chưa đã thèm mà ngừng tay được rồi được rồi vậy huynh tự cởi cởi xong ta bôi thuốc cho huynh nói xong nàng liền lui về phía sau hai bước để tự hắn làm bùi tịch quai hàm hắn bệnh ra đôi mắt đen nhìn thẳng thiếu nữ đang nhìn mình không trước mắt hầu kết lên xuống, giọng khàn khàn cô quay đi. An cửu chớp chớp mắt, ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác. Phía sau truyền đến động tĩnh rất nhỏ, đó là tiếng vang khi vải cọ sát. Trên mặt An cửu mang theo ý cười, trong miệng lại lẩm nhẩm, bùi tịch, ta nói huynh không cần cổ hủ như vậy, dù sao ta. Trướng mắt huynh, thấy cơ thể huynh thì sao, chúng ta trong sạch, không nói với người khác, cũng sẽ không có chuyện gì nha. Phía sau đột nhiên một mảnh yên tĩnh, thanh âm gì cũng không có. An cửu dường như không hề phát giác, tiếp tục nói, huynh sợ cái gì, chẳng lẽ sợ ta tìm huynh phụ trách sao? Bồn tiểu thư sẽ không làm loại chuyện này đâu, hơn nữa ta lại không thích huynh." Nàng lại nhảy, nói không ngừng, sau đó yên lặng phục hồi nguyên trạng, tựa hồ hết thảy như thường. Bùi Tịch trước sau không đáp lại nàng, An Cửu cũng không để ý, thẳng đến khi nghe được một tiếng, xong rồi, nàng mới xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Bùi Tịch nửa ngồi ở đầu giường, nghiêng mặt sang một bên, đầu vai bị thương vừa lúc lộ ra ngoài. Trên người hắn đắp một cái chăn mỏng từ ngực trở xuống tất cả đều che kín mít chỉ lộ ra một đoạn bả vai an cửu tiểu tử thối làm như hắn mới là gái tân vậy an cửu ngẩn ra một lúc rất nhanh hoàn hồn tiến lên đi đến mép giường trên da thịt trắng nõn như ngọc của nam nhân xuất hiện một vết thương lớn bằng đồng xu gần miệng vết thương một mảnh mấu thịt mơ hồ là dấu vết vừa rồi khi rút mũi tên tạo ra sau khi rút mũi tên ra mấu liền chậm rãi ngừng giờ phút này chỉ có một chút mấu thấm ra bên ngoài mặc dù vậy miệng vết thương này thoạt nhìn vẫn giữ tợn đáng sợ an cửu nhìn không được nổi ra gà nàng hít một hơi theo bản năng hạ thanh âm nhỏ giọng hỏi bùi tịch cái kia ta hiện tại nên làm như thế nào từ góc độ của an cửu chỉ có thể thấy sườn mặt hắn mắt hơi khép tóc để sang một bên uốn lượn trước ngực hắn che nửa bên xương quai xanh đường quai hàm của nam nhân tuyệt đẹp nhưng khóe môi hơi mím lộ ra một vẻ lãnh đạm người sống chớ gần nghe thấy nàng hỏi mắt hắn cũng không mở to ngữ khí nhàn nhạt nói đi lấy băng gạc ở hòm thuốc thấm nước lau máu đi được an cửu gật đầu vội vàng làm theo nàng đến hòm thuốc tìm băng gạc lại ở trong phòng tìm nước khắp nơi nhà này hẳn là lâu rồi không ai ở an cửu chạy tới bên ngoài viện mới tìm được một giếng nước sau đó tự mình kéo lên một gầu lúc này đã qua hồi lâu nàng cầm khăn ướt trở lại phòng nam nhân dựa vào đầu giường khuôn mặt thanh tú trắng bệch cơ hồ trong suốt an cửu trong lòng hơi áy náy vội vàng tới lau miệng vết thương cho hắn còn chưa lau hai cái bùi tịch môi mỏng hé mở dùng chút lực nhưng, nàng muốn nói nếu dùng lực, vậy miệng vết thương vừa mới đóng lại có lẽ sẽ chảy máu. Còn chưa nói xong, ánh mắt công tử Bạch Y nhíu lại, giọng lạnh nhạt, chút chuyện này cũng không làm được sao? Bùi Tịch vừa dứt lời, liền cảm giác động tác lau sau vai hơi khựng lại. Hắn biết ngữ khí của mình gay gắt, đại tiểu thư từ trước đến nay không chịu nổi nửa điểm ủy khuất, trước kia hắn cũng luôn dung túng nàng, chưa bao giờ nói nửa câu nặng lời với nàng. Chỉ là hiện giờ, hắn lại có chút không thể khắc chế tính tình của mình có lẽ là vì thái độ của nàng đối với hắn thay đổi chăng? Nữ nhân này ưu điểm khác không có, chỉ có một cái là biết tri ân báo đáp. Hôm nay hắn cứu nàng, nàng lập tức thay đổi sắc mặt, ngày xưa đều là hắn chiếu cố nhân nhượng nàng, hôm nay ngược lại thành nàng chiếu cố hắn, giống như gió nước luân phiên xoay chuyển. Trong lòng bùi tịch biết, kỳ thật nàng đối với hắn vẫn không thay đổi, tựa như nàng vừa mới nói. Nàng chướng mắt hắn, cũng không có khả năng thích hắn. Nàng chỉ coi hắn là ân nhân cứu mạng, trừ cái này ra, không có gì khác. Nghĩ như vậy, Bùi Tịch liền hoàn toàn không cố kỵ, tiếp tục bình yên ngồi ở chỗ kia, hưởng thụ đại tiểu thư hầu hạ. Ngữ khí nặng một chút thì sao, nàng vốn không thích hắn, lại nhiều một chút thì đã sao. Động tác lau sau lưng mạnh một chút, từng đợt đau nhức đánh úp tới. Miệng vết thương hẳn là lại nứt ra, có chất lỏng ấm áp từ ngọn nguồn. Đau đớn trượt xuống, dọc theo xương sống lưng rơi xuống quần áo lót phía dưới. Đã quen với đau đớn khi độc phát, chút đau này đối với Bùi Tịch mà nói cũng không đến mức khó có thể chịu đựng được, thậm chí vì từng đợt đau đớn nhẹ nhẹ kia lôi kéo lực chú ý, cho nên buồn cảm trong lòng cũng bị xem nhẹ. Mi mắt bùi tịch hơi nhắm, lạnh lẽo giữa mày cũng thoáng dịu đi. Đột nhiên, hắn nhận thấy được đầu vai truyền đến xúc cảm một giọt, hai giọt, tựa hồ có thứ gì rơi xuống, đúng lúc dừng trên vai hắn, ấm áp, như là nước. Cùng lúc đó, tiếng hít thở của thiếu nữ cũng trở nên hơi rồn rập. Ngay từ đầu, bùi tịch cũng không ý thức được đó là cái gì. Nhưng đầu óc hắn từ trước đến nay không tồi, cơ hồ trong chớp mắt, hắn liền đoán được chất lỏng rơi trên người mình đến từ đâu. Trong nháy mắt, đầu óc hắn trống rỗng, chất lỏng vốn ấm áp, dường như trong phút chốc nóng thấu xương, nhỏ giọt trên đầu vai hắn, nhưng lại để lại dấu vết khó có thể bỏ qua trong lòng hắn. Công tử Bạch Y đang nhắm hai mắt đột nhiên trợn mắt, quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ hơi cúi đầu, đứng ở mép giường, một tay cầm băng gạc, một tay kia lau lung tung trên mặt. Bả vai nhỏ xinh thon gầy run run, cầm nhọn còn đọng lại nước sắp rơi xuống. Bởi vì Bùi Tịch đột nhiên xoay người lại, Nàng ngừng lấy tay lau, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua. Cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia, giờ phút này đầy nước mắt, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Hốc mắt thiếu nữ hồng hồng, chóp mũi cũng đỏ bừng, hàm răng gắt gao cắn môi đỏ, không phát ra chút thanh âm nào. Bùi Tịch từng thấy An Cửu khóc, còn không chỉ một lần. Hắn châm cứu cho nàng đau khóc, nàng tự mình không cẩn thận va phải chỗ nào cũng muốn khóc, có lần ở trên phố bị ăn trộm túi tiền, nàng trực tiếp đứng tại chỗ khóc. Mỗi một lần khóc, đều khàn cả giọng, nháo đến long trời lở đất người ngã ngựa đổ giống đứa trẻ bị chiều hư, nhất định muốn nói cho tất cả mọi người biết nàng có bao nhiêu ủy khuất. Lúc này đây, nàng lại không rên một tiếng, khóc lặng yên không một tiếng động, nước mắt rất đến an tĩnh. Lại so với mỗi một lần trước đó, đều khiến người ta đau lòng hơn. Mắt bùi tịch bỗng nhiên tối sầm, tay không chịu khống chế mà vươn ra, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng cọ quá khóe mắt ửng đỏ của thiếu nữ, lau đi nước mắt trong suốt. Rõ ràng không có độ ấm, hắn lại không khỏi cuộn tròn ngón tay, phảng phất như bị bỏng rát. Thiếu nữ như bị động tác thình lình của hắn dọa, ngẩn ngơ tại chỗ, nhất thời cũng quên trốn. Khóc cái gì, hắn nhìn nàng thật sâu, môi mỏng hơi mím, có chút như thất thố, thấp giọng nói, vừa rồi không nên nói chuyện với cô như vậy, là ta không đúng, ta nhận lỗi với cô. Đừng khóc, hừng, âm cuối cùng tràn ra từ xoang mũi, trầm thấp từ tính, như có người cầm một cọng lông vũ, nhẹ nhàng cọ vành tai. Hai lỗ tai tinh xảo của thiếu nữ lặng yên chuyển sang màu đỏ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nam nhân thâm trầm, thiếu nữ ánh mắt dại ra. Thiếu nữ ngây người hồi lâu, mới đột nhiên hồi thần, nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đại tiểu thư trộm ủy khuất khóc, bởi vì không nghĩ bị phát hiện cho nên lặng lẽ nuốt vào lòng, một chút tiếng cũng không dám lọt ra, kết quả vẫn bị thấy, quả thực cực kỳ mất mặt. Nàng cuống quýt giơ tay lau khô nước mắt trên mặt, như con thỏ hồng trừng mắt công tử Bạch Y trước mặt, nghẹn ngào thấp giọng, lắp bắp nói ta, ta mới không phải bởi vì cái đó mà khóc đâu. Bổn tiểu thư nào có yếu ớt như vậy, huynh đừng vu khống người ta. Sắc mặt Bùi Tịch hơi khựng lại, trong mắt xẹt qua một tia bất ngờ, vậy vì cái gì? An cửu nhịn không được chu miệng, rỗi móng vuốt nhỏ của mình ra dưới mí mắt hắn, này, huynh xem. Bùi tịch, chỉ thấy trên tay nhỏ trắng nõn của thiếu nữ, có mấy dấu vết phát ngang hồng hồng, như là bị cọ sát thật mạnh, da thịt vốn trắng nõn không tì vết, bị màu đỏ. Bao phủ, thậm chí hơi sưng, sao lại thế này, bùi tịch âm điệu hơi trầm xuống, an cửu nghe vậy, cái miệng nhỏ mím càng chặt, như đứa trẻ té ngã nếu không ai nhìn thấy liền tự mình bỏ dậy, nếu một khi bị nhìn thấy, nhất định sẽ khóc lớn một hồi. Ủy ủy khuất khuất, đáng thương nói trong phòng không có nước ta đến giếng bên cạnh múc nước dây thừng quá thô giáp kéo đến đau cả tay bởi vì tay đau cho nên khó chịu mà khóc đừng nói đây thật đúng là phong cách của an cửu bùi tịch không tiếng động nhắm mắt cảm thấy sự hoảng hốt vội vàng vừa rồi của mình là sai hắn còn tưởng rằng nàng là bị hắn làm cho khóc đúng vậy an cửu người này sao có thể sẽ vì hắn mà khóc suy nghĩ này xẹt qua đầu bùi tịch nhích khóe miệng chỉ là lúc này hắn lại không quay đầu nhắm mắt hắn sợ trong chốc lát không nhìn nữ nhân này lại tự làm mình bị thương bùi tịch lớn như vậy chưa từng thấy nữ nhân yếu ớt như thế kéo nước cũng có thể làm tay bị thương đúng là mười ngón tay không dính nước dương xuân trong lòng nghĩ như vậy hắn mở miệng phân phó đi lấy một bình thuốc màu ngọc bích trong dương ra an cửu ô, một tiếng tới hòm thuốc tìm bình ngọc bích mà hắn nói nàng rút nút bình cái này sao trực tiếp bôi lên miệng vết thương của huynh phải không bùi tịch lắc đầu vươn tay không bị thương tiếp nhận bình thuốc nói với nàng đưa tay đây An Cửu trước mắt, duỗi tay, ngay sau đó liền thấy nam nhân nghiêng bình, đổ thuốc bột bên trong vào lòng bàn tay nàng. Chỉ cần thoa lên, ngày mai liền ổn. Hắn nhàn nhạt nói, An Cửu ngây ngốc nhìn thuốc bột trong lòng bàn tay, theo bản năng nghe lời hắn, thoa hai cái, rõ ràng thoạt nhìn là bột phấn, nhưng thoa nhẹ một cái, bột phấn liền giống nước hòa tan vào da, cảm giác mát lạnh nháy mắt lan ra từ lòng bàn tay, nóng rát do bị dây thường xiết lập tức tiêu tán. Thật thần kỳ, một chút liền không đau, An Cửu kinh ngạc trợn to mắt, đôi mắt to sáng long lanh nhìn hắn công tử bạch y sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, đôi mắt lại vô thức cong cong. hắn khẽ nhếch cằm, cũng không vì mình mà kể công, chỉ nhẹ giọng nói: ta dùng cái bình màu đen kia. an cửu gật đầu như gà mổ thóc. sau khi thoa thuốc xong, khuôn mặt nàng cũng lập tức tươi hơn. tìm được bình thuốc màu đen, nàng dựa theo lời bùi tịch nói, thoa thuốc cho hắn. thuốc này vô cùng linh nghiệm, thuốc bột vừa dải lên, miệng vết thương lập tức ngừng chảy máu, chỉ là hàm dưới bùi tịch căng chặt, giống đang chịu thống khổ thật lớn. an cửu nhìn thấy mà trong lòng run lên, nhịn không được hỏi: bùi tịch huynh có đau không không đau tiếp tục tiếng nam nhân bình tĩnh chỉ là trên cổ hắn đều là mồ hôi an cửu biết loại chuyện này đau là không thể tránh khỏi tốt nhất chính là tốc chiến tốc thắng cho nên lúc sau nàng cái gì cũng không nói mím chặt môi thoa xong thuốc sau đó lại dùng băng gạc băng bó quấn miệng vết thương từ đầu vai đến dưới nách vòng từng vòng một cuối cùng thắt nút làm xong hết thảy nàng mới thở ra một hơi bởi vì khẩn trương mà đều ra một thân mồ hôi xong rồi an cửu nói từ bên hông lấy khăn tay ra, theo thói quen tính lau tay. Nàng quen ở sạch, nguyên chủ an cửu cũng vậy, mỗi lần chạm vào đồ xong đều sẽ lau tay. Nhìn thấy sau cổ nam nhân ướt súng, nàng cơ hồ theo bản năng, thuận tay giúp hắn lau một phen. Thân hình bùi tịch cứng đờ, đột nhiên giơ tay bắt lấy tay nàng. Cô làm gì, ta lau, lau mồ hôi cho huynh. Thiếu nữ mở to đôi mắt vô tội, nghi hoặc mà nhìn hắn. Bùi tịch lúc này mới phát giác mình phản ứng thái quá, chậm rãi buông nàng ra, nói, không cần thiếu nữ tựa hồ cũng bị hắn nhắc nhở ý thức được hành vi này không thỏa đáng nên cũng không kiên trì vậy ta ra ngoài trước huynh nghỉ ngơi đi nhé được bùi tịch hơi gật đầu một tay kéo vạt áo bị rơi che thân lại an cửu đi ra cửa lơ đãng quay đầu lại nhìn đúng lúc nhìn thấy ngực trắng nõn và cơ bụng mơ hồ hiện ra của nam nhân ố vậy mà là cơ bụng hắn vẫn luôn ngồi trên xe lăn vậy mà còn có thể có cơ bụng an cửu có chút giật mình có lẽ tầm mắt của nàng quá có cảm giác tồn tại nam nhân trên giường đột nhiên ngẩng đầu nhìn bất ngờ chạm phải cặp mắt u ám không thấy đáy kia trong lòng an cửu lỡ một nhịp lập tức nhanh bước chân rời khỏi căn nhà cuối cùng không nhìn cảnh tượng bên trong nữa nàng giơ tay vỗ vỗ ngực không phải nhìn một cái thôi sao ánh mắt kia thật dọa người sau giờ ngọ bọn họ đến đây đại khái là nửa buổi chiều trên đường lại lần nữa náo nhiệt chạm vạng an cửu đi ra ngoài mua thức ăn nghe thấy đầu đường cuối ngõ nơi nơi đều nói chuyện ma giáo tập kích từ trong đôi câu của mọi người, An Cửu sâu chuỗi lại chuyện xảy ra. Đại khái chính là người dưới chân núi nhận được tin đồng loạt đuổi lên núi, đại chiến với ma giáo một hồi, dựa vào người đông thế mạnh cứu được những danh môn chính phái đó, nhưng đáng tiếc, bí tịch thần công vẫn bị ma giáo đoạt đi, giáo chủ ma giáo cũng không bắt được. Lần này giang hồ trung nguyên tổn thất rất lớn, không chỉ bị mất bí tịch thần công, còn rất nhiều người bị trọng thương, các đại phái chất không ít thanh niên tài tuấn, khiến người tiếc hận. Tổn thất nặng nề nhất là sơn trang kim xà, cơ hồ bị phá hủy toàn bộ, Tuy rằng Kim Du cũng là người bị hại, nhưng việc này rốt cuộc cũng là vì ông ta dựng lên, bí tịch cũng rơi vào tay người khác, giỏ che múc nước cũng bằng không, uy danh của Sơn Trang Kim xà trong trốn giang hồ thoáng chốc rơi xuống đáy cốc. Sau sự việc này, giáo chủ mới của ma giáo cũng coi như hoàn toàn khai hỏa thanh danh, đạt được mục đích xuất đạo nổi danh của hắn. An cửu nghe mọi người nghị luận, đến từ lầu gọi mấy phần đồ ăn, mang về tiểu viện, cùng bùi tịch ăn bữa tối quạnh quẽ. Trên bàn cơm, An cửu lo lắng hỏi, bùi tịch, hạ đại ca và lâm thanh niên sao còn chưa về bọn họ sẽ không xảy ra chuyện chứ. Bùi tịch lắc đầu tỏ vẻ không biết, kỳ thật An Cửu biết bọn họ đi đâu, nếu không đoán sai, Hạ Tử Kinh và Lâm Thanh Nhiên hẳn là đi tìm thần toán vô danh. An Cửu và Bùi tịch xuống núi trước, cho nên không đuổi kịp một số tình tiết quan trọng, ở cốt truyện, Nam Chính sẽ ngăn mặt ác quỷ trốn thoát, sau đó đại chiến với hắn một hồi, nhưng võ công hắn không bằng mặt ác quỷ, cuối cùng vẫn kém một chiêu, khi sắp bị mặt ác quỷ đánh bại, thần toán vô danh hiện thân cứu hắn đây là hào quang của nam chính mỗi lần gặp hiểm cảnh đều có quý nhân tương trợ sau khi vô danh cứu hạ tử kinh hạ tử kinh thỉnh cầu vô danh xem bói cho mình tính ra tung tích một người vô danh yêu cầu hắn đi theo mình để hầu hạ một thời gian vui mới giúp hắn đoán mệnh hạ tử kinh đáp ứng về phần lâm thanh niên đương nhiên đi theo hạ tử kinh vì thế hiện tại hạ tử kinh và lâm thanh niên đều ở cạnh thần toán vô danh không thể không nói những đại lão trong trốn giang hồ luôn có chút đam mê kỳ quái sau đó An Cửu lại hỏi về A Thất, Bùi Tịch chỉ nói A Thất đến thời điểm sẽ tự về, những cái khác thì không chịu nhiều lời. Sau khi ăn cơm xong, An Cửu nói với Bùi Tịch, đêm nay ta ngủ phòng bên, buổi tối huynh có chỗ nào không thoải mái nhớ gọi ta. Khi thiếu nữ nói lời này vẻ mặt trịnh trọng, tựa hồ hắn vì cứu nàng mà bị thương, nàng phải chịu trách nhiệm với hắn, không giúp hắn bình phục, nàng sẽ không an tâm. Bùi Tịch im lặng một lúc, sao cũng được gật gật đầu. Bóng đêm bao phủ, chấn kim xà náo nhiệt dần dần, dần trở nên yên lặng, ánh nến tắt, thế giới hoàn toàn trở thành biển đêm. Bùi tịch bình yên nằm ở trên giường, ngủ đến nửa đêm, lại bỗng nhiên bị động tính kỳ quái làm bừng tỉnh. Hắn chợt mở mắt ra, trong bóng đêm, một đôi mắt thanh minh, không chút buồn. Ngủ, đảo mắt nhìn về phía cửa, hướng thanh âm truyền đến. Bóng đêm thâm trầm, cửa sổ đêm qua quên đóng, đúng lúc là trăng tròn, ánh trăng sáng tỏ chiếu dọi vào, như rơi xuống xương bạc đầy đất. Ván cửa bị gõ nhẹ hai cái, qua hồi lâu lại gõ hai cái, rất nhỏ, khoảng cách thời gian cũng rất dài, nếu không phải hắn tỉnh có lẽ căn bản không chú ý đến phảng phất người nọ ở ngoài tuy gõ cửa nhưng không nghĩ hắn bừng tỉnh bùi tịch đứng dậy sờ so soạng đi đến cửa mở ra ván cửa phía sau thiếu nữ khi ngồi giữa lưng vào đột nhiên không còn lập tức lảo đảo ngã vào trên đùi hắn thiếu nữ ngẩng khuôn mặt trắng như tuyết mắt đen nhánh sáng ngời phản chiếu ánh trăng giống hai mặt hồ nho nhỏ từ dưới hướng lên kinh ngạc nhìn hắn bởi vì quá mức kinh ngạc nàng nói không rõ ràng bùi bùi tịch sao huynh sao lại đi ra nam nhân một bộ áo lót trắng mặt không biểu tình ngồi trên xe lăn nhìn nàng từ trên cao xuống ngữ khí bình tĩnh nói không phải là ta nên hỏi cô vì sao cô lại ở đây hả ánh mắt trột giả dạ của thiếu nữ đảo quanh hồi lâu dưới cái nhìn của nam nhân nàng vỗ vỗ mông đứng lên đầu nhỏ thiếu chút nữa muốn vùi vào ngực thanh âm nhỏ như muối kêu ta ta gặp ác mộng cái gì bùi tịch không nghe rõ ta ta nói ta gặp ác mộng không ngủ được như là bất chấp tất cả tiếng thiếu nữ bỗng nhiên lớn hơn như phô trương thanh thế ta không muốn đánh thức huynh, chỉ ngồi ở đây một chút thôi, sẽ không ngốc lâu đâu, chờ ta mệt rồi liền về phòng. Thiếu nữ lại nhảy, tựa hồ nói càng nhiều, thì càng tự tin. Nhưng mà không chờ nàng nói xong, công tử bạch y phía sau cửa bỗng nhiên hơi kéo cửa ra. Vào đi, đừng ngồi bên ngoài, trên mặt đất lạnh. Ánh mắt hắn thanh đạm, ánh trăng bao phủ nàng. Trong bóng đêm thâm trầm, truyền đến một loạt tiếng vải cọ sát rất nhỏ. Như có người trần trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ nam nhân nằm trên giường không tiếng động trợn mắt, nhìn trường kỳ phía bên cửa sổ. Nương theo ánh trăng, có thể thấy một bóng dáng tinh tế thướt tha, đang nằm trên giường nệm, nhưng không biết là ngủ không yên, hay căn bản không ngủ, thỉnh thoảng sẽ trở mình. Sột soạt, lại lần nữa xoay người, không đến nửa canh giờ, nàng ước chừng trần trọc mười mấy lần, phảng phất dưới thân có sâu. Hắn thấy tóc đen nàng uốn lượn bên gối, vì được chăm sóc cẩn thận, dưới ánh trăng sáng tỏ, như con sông bạc uốn lượn. Bùi tịch, huynh ngủ rồi sao? Sau một hồi trần chọc, như rốt cuộc không nhịn được, giọng rất nhỏ, như tiếng côn trùng kêu, trần chờ từ giường bên kia truyền đến. Bùi tịch thở dài, nàng như vậy, sao hắn có thể ngủ được, ngoặc kép chấm 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 chấm, chưa, hắn trầm mặc một lúc, nói, ta cũng chưa, có lẽ thấy hắn chưa ngủ, thiếu nữ cũng không hề đè nặng giọng, hợp tình hợp lý mà oán giận, giường nệm này ngủ không thoải mái, quá cứng. Bùi tịch, nàng nói với hắn cái này có ích gì, chẳng lẽ nàng còn muốn lên giường hắn, để nàng vào đã là quá đáng rồi, hiện tại hắn nghĩ lại vẫn hối hận, nàng đừng hòng đòi hỏi thêm. Thờ ơ nhắm mắt lại, thiếu nữ bên kia lại lần nữa mở miệng, căn bản không biết huyền chuyển là gì, bùi tịch, chúng ta có thể đổi chỗ ngủ không? Vừa nói xong, thiếu nữ lập tức cảm thấy ngượng ngùng, lại nhỏ giọng lầm bẩm á, cũng không được, huynh bị thương, sao ta có thể đoạt giường của huynh? Bùi tịch, hắn nhớ lần đầu hai người gặp nhau, nàng còn muốn cướp xe lăn của tên què là hắn. Tuy thiếu nữ đã từ bỏ suy nghĩ đoạt giường hắn, nhưng sau đó lại lần nữa rơi vào trạng thái trần trọc, Bùi tịch nghe thấy động tính nàng xoay người, có thể cảm giác được nàng có bao nhiêu không thoải mái. Cũng đúng, An Cửu là đại tiểu thư thân kiều thể quý, ngủ giường nệm đích xác hủy khuất nàng. Lúc trước ở trên đường, bọn họ ăn ngủ ngoài trời, buổi tối ngủ trong lều tự dựng, lúc ấy. Bùi tịch chuẩn bị không đầy đủ, đệm giường có chút thô giáp, đại tiểu thư cả đêm không ngủ ngon, hôm sau trên khuôn mặt nhỏ treo quầng thâm mắt trói lọi. Nhưng nàng là kiểu người mình không thoải mái thì cũng muốn người khác không thoải mái. Cả ngày hôm sau, bùi tịch đều bị nàng sai làm này làm kia chịu đủ tàn phá giờ phút này hồi tưởng lại trong lòng hắn lại có chút bất an nếu không cho nàng ngủ giường có lẽ suốt đêm nàng cũng sẽ không ngủ ngày mai mắt sẽ lại thâm da an cửu trắng nõn non mịn bởi vậy mỗi khi lưu lại chút dấu vết liền vô cùng rõ ràng bùi tịch tràn đầy lĩnh hội về điều này hắn bỗng nhiên không thể trầm mặc nữa an tiểu thư nếu không ngại cô lại đây đi chúng ta có thể đổi trong bóng đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nam ôn nhã An Cửu sừng sốt một trận, mới phản ứng lại là Bùi Tịch đang nói chuyện với nàng. Trong nháy mắt kia, nàng có chút không thể tin được lỗ tai mình. Bùi Tịch rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Hắn là người bị thương hàng thật giá thật, vẫn là đại phản diện đa mưu túc trí trong sách. Lại hèn mọn nhường giường cho nàng như vậy là chuyện thế nào? Làm như nàng rất khó hầu hạ vậy. Sau khi An Cửu dối rắm một lúc lâu, mới nhịn đau cửa tuyệt không cần. Ta sao không biết xấu hổ chứ? Tuy rằng nàng không ngủ được là thật, nhưng cũng không phải vì giường nệm không thoải mái, an cửu kiều quý như thế nào, cũng không đến mức thành công chúa đậu Hà Lan. Sở dĩ không ngủ được, là bởi vì nàng nhắm mắt, trước mắt liền không thể khống chế mà hiện lên những hình ảnh thảm thiết lúc ban ngày. An cửu sống ở thời đại văn minh, hiếm khi thấy người chất, hay là kiểu hiện trường rất người phải thấy mấu, động thủ phải lấy mạng, mấu bắn tung tóe vô cùng hung tàn này, mặc dù tâm tính an cửu kiên định, không dễ bị ngoại vật ảnh hưởng, cũng không thể khắc chế phản ứng của cơ thể. Nghĩ đến dù xuyên qua là ai, nhìn thấy trường hợp hôm nay, đều không thể bình tĩnh được. Trạng vạng khi đến chấn kim sa, An cửu thấy đầu đường cuối ngõ đều là người nghị luận chuyện này. Có người biểu tình kịch liệt, có người hưng phấn, có người ai oán tiếc hận, duy chỉ không có ai sợ hãi. Thời đại này, mỗi người vào giang hồ đều chuẩn bị treo đầu trên lưng quần, không ai sợ chết, cho nên bọn họ cũng không sợ rất người. Đây là quan niệm của người trong giang hồ. An cửu chưa bao giờ nhận thức sâu sắc như hiện tại, nàng không hợp thế giới này, nàng không thuộc về nơi này. Suy nghĩ trong đầu nhất thời phân loạn thẳng đến khi lời bùi tịch đánh thức nàng an tiểu thư không cần băn khoăn tại hạ hành tẩu giang hồ bị thương là chuyện thường cũng không để ý điều đó ngủ ở đâu cũng giống nhau nam nhân tiếng nói ôn hòa tựa hồ không phải là giả vờ khách khí hắn vừa nói vừa từ trên giường ngồi dậy phát ra tiếng sột soạt nhỏ an cửu đành phải dậy theo a à, huynh thật sự muốn nhường cho ta nhìn bóng người đen nhánh ở mép giường giọng nói của nàng có chút không thể tin nghe vậy thân hình bùi tịch hơi dừng lại chẳng lẽ vừa rồi an tiểu thư nói chơi an cửu đương nhiên không phải một khi đã như vậy không cần trì hoãn vì thế vài phút sau an cửu hoảng hốt nằm trên giường bùi tịch nàng dối đầu vào gối bông mềm gối của bùi tịch không phải loại gối gỗ gối ngọc như người xưa thường dùng mà là một loại gối dược liệu trong gối bỏ thêm thuốc đông y không biết tên thoáng có chút cứng nhưng lại rất thoải mái quanh an cửu tràn đầy mùi thuốc đắng cùng với mùi cỏ cây tươi mát giống như đúc mùi hương thường ngày trên người hắn nằm ở đây an cửu có cảm giác bị vật vô hình bao vây người mùi thuốc quen thuộc tinh thần căng thẳng quá mức cho nên đại não không hề buồn ngủ dần dần cảm giác buồn ngủ. Cơn buồn ngủ đã lâu khoan thai tới muộn, An Cửu ngáp một cái. Trên giường, bên kia, bùi tịch nghe tiếng hít thở dần trở nên đều đều của thiếu nữ, cuối cùng trở thành tần suất khi ngủ say. Nàng ngủ rồi, bóng đêm trầm tĩnh, tịch nguyệt vô thanh, hô hấp nàng lúc lên lúc xuống, lực chú ý của bùi tịch không tự chủ được ngưng tụ lại, giờ khắc này, hắn mới bất chi bất giác ý thức được, vừa rồi mình làm gì. Giống như mất hồn, hắn để một nữ nhân, nằm ngủ trên giường hắn. Những lời này hiện lên ở trong lòng, ngay sau đó, trong lòng ngực bỗng nhiên có cảm giác bị lửa đốt cháy. Bùi tịch đột nhiên nhắm mắt lại, gắt gao quay đầu, không hề nhìn về phía giường nữa. Hai tay hắn nắm thành quyền, vô tình, lòng bàn tay đều véo ra dấu vết. Sáng sớm hôm sau, An Cửu bị đau bụng mà tỉnh. Trời còn chưa sáng, nàng liền cảm giác bụng dưới lạnh lẽo đau đớn, như bị nhét vào một khối băng, vừa nặng vừa lạnh. Lúc nàng còn đang trong giấc mộng, toàn thân mơ mơ màng màng cong thành con tôm. Thẳng đến khi đau đớn càng ngày càng rõ ràng, dưới thân cảm ứng được một dòng nhiệt nóng, nàng liền mở mắt ra. Chất tiệt, loại cảm giác quen thuộc này, căn bản không cần đoán, bà gì sao của nàng tới. Sao bà gì kinh nguyệt, an cửu, thật kỳ lạ, vì sao hiện đại nàng đã đau bụng kinh, xuyên sách còn phải đau bụng kinh chứ. An cửu vẫn luôn có tật xấu khi đau bụng kinh, ở hiện đại đã tìm rất nhiều phương pháp trị, uống thuốc Tây, cũng uống thuốc Đông Y, đều không được. Ngày trước mỗi lần bà gì tới, nàng đều dựa vào thuốc giảm đau, nếu không căn bản không thể duy trì sinh hoạt hàng ngày. Không nghĩ tới chính là, sau khi xuyên sách, thể chất cũng theo tới đây. An cửu nhớ lại ký ức của nguyên chủ, phát hiện nguyên chủ đau bụng kinh từ nhỏ đã có, chỉ là trước kia nàng ở phủ thượng thư, luôn được chăm sóc tỉ mỉ, cho nên đau không rõ ràng như vậy. Lần này nàng ra ngoài, ở bên ngoài phơi gió phơi xương tàu xe mệt nhọc, cho nên càng đau hơn trước. An cửu ngồi trên giường, không nhịn được thống khổ, khi nào nàng mới có thể rời xa bà gì chứ, con gái ngày xưa mỗi lần đau bụng kinh nhất định là thiên sứ gãy cánh lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng nghi hoặc dò hỏi an tiểu thư an cửu theo bản năng quay đầu nhìn bùi tịch một bộ tuyết y trên giường nệm chậm rãi đứng dậy lúc này mới nhớ ra tối qua nàng làm gì nàng hiện tại giống như hẳn là tựa hồ ngủ trên giường bùi tịch so với đoạt giường của người bị thương thì khó có thể mở miệng hơn là bà gì tới còn làm bẩn giường người ta ngón chân an cửu móc khăn trải giường móc đến nhăn nhúm nàng kéo khóe miệng tỏ ra khuôn mặt tươi cười cứng đờ, khô khốc nói, bùi tịch. Ta nói với huynh một chuyện, huynh trước tiên bảo đảm, đừng tức giận nhé. Công tử bạch y mặt mày ôn nhuận hiện lên một tia nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, vì sao ta phải tức giận? Huynh không tức giận là được, an cửu cười gượng hai tiếng, trong tầm mắt nghi vấn của nam nhân, chột dạ vô lực nói nhanh, ta làm bẩn giường huynh. Cái gì, nàng nói quá nhanh lại quá hàm hồ, bùi tịch nhất thời nghe không hiểu. Hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ mím môi, bên tai không tự giác đỏ lên, mắt đào hoa tinh xảo mơ hồ, giống như số hổ tới cực điểm, đuôi mắt cũng đỏ bừng. Môi đỏ thiếu nữ khẽ nhúc nhích, không còn nhìn thấy khí thế kiêu ngạo trước kia, thấp đầu nhỏ, ngón tay trắng nõn nắm đệm chăn, đốt ngón tay đều trở nên hơi trắng, nhỏ giọng nói ta, ta, ta nửa ngày, thiếu nữ một câu cũng nói không nên lời, chỉ có trên má lan từng tầng đỏ ửng như hoa đào nở. Mặt mày nam nhân bên cửa sổ khẽ nhúc nhích, không giấu vết đưa mắt đi chỗ khác. Yết hầu vô thức lăn, hắn hắng giọng khô khốc, đang chuẩn bị nói chuyện, lại bỗng nhiên nghe thấy thiếu nữ bên kia phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Bùi tịch bỗng nhiên chuyển mắt, dùng tốc độ nhanh chóng mà chính hắn cũng chưa phản ứng lại nhìn. Qua, cô làm sao vậy, thiếu nữ cong eo, tay che bụng, khuôn mặt vốn hồng nhuận lại trắng bệch, ngũ quan nhăn thành một nhúm. Bùi tịch giữa mày nhíu chặt, trong lòng hoảng loạn, hôm qua nàng cũng không bị thương, nhưng nhìn bộ dáng lúc này, lại như là đang chịu thống khổ cực lớn, chẳng lẽ trúng độc. Trong lúc nhất thời, bùi tịch cơ hồ quên mất ngụy trang, theo bản năng đi qua bắt mạch cho nàng nhưng không chờ hắn đứng dậy thiếu nữ sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên đáng thương nhìn hắn vô lực nói bùi tịch ta đau bụng quá đau đớn khiến thiếu nữ chảy nước mắt lông nghĩ ướt rầm rề bởi vì sắc mặt tái nhợt khuôn mặt xinh đẹp giống như hoa lê trắng bị nước mưa làm ướt nàng dùng biểu tình như vậy ngữ khí như vậy nói chuyện với hắn thật sự rất giống đang làm nũng. tim bùi tịch run rẩy nỗ lực ổn định tinh thần đỡ giường ngồi lên xe lăn đẩy xe lăn đi về phía nàng rất nhanh tới bên giường hắn trầm giọng hỏi đau chỗ nào hắn vươn tay, ý bảo bắt mạch cho nàng. Thiếu nữ lại lắc lắc đầu, cầm gác lên đầu gối đang cong, nửa khuôn mặt chôn ở bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt to ươn ướt, đen lúng liếng như chột dạ nhìn hắn, ấp a ấp úng nói ta không bệnh. Vậy vì sao đau bụng đến mức không chịu nổi? Đừng nháo, mau để ta xem. Mày công tử bạch y nhân càng chặt, trong mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn thiếu nữ, đáy mắt là một tia vội vàng chính hắn cũng không phát giác ra. Cho rằng nàng lại đang cáu kỉnh, hắn đè nén lo lắng, nỗ lực ôn nhu dỗ nàng. Được hắn đối đãi như vậy, An Cửu càng ái náy. Nàng lại xấu hổ không dám nói thẳng, liền chậm gì gì vươn tay, đưa tới trước mặt hắn. Ngón tay thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng ấn lên cổ tay trắng của thiếu nữ, không đến một hơi, nam nhân đột nhiên ngước mắt nhìn. An Cửu cắn môi, xấu hổ hướng hắn cười cười, thoáng nhìn thiếu nữ ẩn trong tóc đen, hai chóp tai đỏ rực, lông nghi công tử Bạch Y đột nhiên kịch liệt run rẩy. Một lát sau, hắn chậm rãi thu hồi tay, ho hai tiếng, chậm rãi nói, không sao, chỉ là có chút nhiễm lạnh thôi, ta kê thuốc cho cô, châm cứu vài lần, liền có thể chuyển biến tốt. Thật sao, nghe hắn nói vậy, An Cửu không rảnh lo xấu hổ nữa, hai mắt thức khắc sáng lên. Hắn vậy mà có thể chỉ tận gốc đau bụng kinh của nàng. Bùi tịch đẩy xe lăn đến bên cạnh bàn, liếc mắt một cái cũng không nhìn nàng, thấp giọng nói tất nhiên là thật, bùi mố tuyệt không nói dối. Còn chưa nói xong, thiếu nữ đã kích động mà nhảy lên, mặc y phục đêm qua, lập tức đeo giày, lạch cạch chạy tới, cao hứng tìm giấy bút cho hắn, mau mau mau, huynh mau viết ra khi bùi tịch đề bút viết phương thuốc nàng ở một bên không được nói bùi tịch huynh thật sự quá lợi hại ngữ khí nhiệt tình lại sùng bái phảng phất đối mặt với thần tượng ngòi bút trên giấy hơi dừng lại nam nhân môi mỏng hơi mím đây là lần đầu tiên nàng thực lòng khen hắn như thế giống như hắn làm ra chuyện lớn là đại anh hùng cứu khổ cứu nạn hắn hơi nâng mi mắt liền thấy khuôn mặt thiếu nữ rõ ràng đau đến trắng bệch đôi mắt kia lại sáng ngời như sao sáng lấp lánh chiếu rọi một bóng người nho nhỏ toàn bộ đều là hắn Thời điểm A Thất trở về là sáng sớm, hắn đạp lên tia nắng ban mai, bước vào tiểu viện. Khi đó, An Cửu ôm khăn trải giường, từ phòng bùi tịch đi ra. Đối diện gặp phải A Thất, đối phương nhìn phòng công tử nhà mình phía sau nàng một cái, lại nhìn khăn trải giường của công tử nhà mình nàng đang ôm trong lòng, cuối cùng tầm mắt dừng trên gương mặt không khỏi ửng đỏ của thiếu nữ, sau đó chậm rãi chuyển qua vết màu đỏ sậm trên chăn. Trong nháy mắt, đồng tử chấn động, An Cửu vừa thấy biểu tình đó của hắn, liền biết hắn tuyệt đối hiểu lầm, lập tức kêu to, không được nghĩ bậy, không được nói bậy, không phải như người nghĩ đâu. A thất, Bùi Tịch nghe được tiếng vang, đẩy xe lăn đi ra, nhìn thấy hai người rằng co, công tử bạch y hơi sừng sốt, ngay sau đó kêu A thất đi đem chăn giặt sạch đi, hôm qua ta bị thương, làm bẩn một chút. A thất vừa nghe, liền vứt suy nghĩ lung tung trong đầu, vội vàng hỏi công tử sao lại bị thương? Trong ấn tượng của A thất, rất hiếm ai có thể đả thương đến công tử, người nào có thể làm công tử bị thương? giọng Bùi Tịch nhàn nhạt giải thích tình cờ gặp giáo chủ ma giáo khi rời đi, không quá nghiêm trọng. Thấy thần sắc hắn bình đạm, sầu lo trong lòng A thất giảm bớt, duỗi tay tiếp nhận chăn trong lòng An Cửu, đĩnh đạc nói, đưa cho ta, ta đi giặt cho công tử. Nói xong, liền dứt khoát đi đến giếng bên cạnh viện giặt chăn. Tay An Cửu trống trơn đứng ở đó, hồi lâu mới phản ứng lại, xoay người đến trước mặt bùi tịch, đỏ mặt ngập ngừng hỏi hắn, huynh, sao huynh bảo hắn đi giặt. Kia rõ ràng là, ta tự mình đi giặt thì tốt hơn. Nàng nhỏ giọng thì thầm, khuôn mặt đỏ như chảy ra máu. Rõ ràng là nàng làm bẩn, ánh mắt công tử Bạch Y ấm áp, nhợt nhạt xẹt qua tay thiếu nữ, hôm qua lòng bàn tay bị đỏ, hôm nay đã khôi phục trắng nõn. Nếu để nàng giặt, sợ là nàng lại nước mắt lưng tròng tới tìm hắn. Bùi Tịch chậm rãi nói, ta đã nói là do ta, hắn sẽ không biết. An Cửu Kỳ thật cũng không muốn tự mình giặt khăn trải giường, rất mệt nha, nàng trước kia chưa từng làm loại chuyện này, nàng chính là xấu hổ. Nghe vậy cũng thuận theo sườn núi mà xuống lưng lừa, mặt đỏ hồng nói, được, được rồi. Nàng lặng lẽ nhìn mặt mày nam nhân ôn nhu xuân thủy, chỉ cảm thấy hắn chưa bao giờ săn sóc nàng như thế, thậm chí đột nhiên có cảm giác được sủng nịch. Trước kia bùi tịch tuy cũng ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng khi đó chỉ là diễn, ý cười không lọt vào đáy mắt. Hiện giờ hắn lại chân chính đứng ở góc độ của nàng để suy nghĩ vấn đề, sẽ chiếu cố nàng săn sóc nàng từ điều nhỏ nhất, hơn nữa tựa hồ còn hành động theo bản năng. Độ hào cảm mới 55 đã như vậy, an cửu không tưởng tượng được, hào cảm càng nhiều sẽ như thế nào. Sau khi A Thất trở về, cuộc sống của An Cửu lập tức tốt lên. Việc sinh hoạt lặt vặt đều được A Thất làm, những việc bưng trà đưa nước ăn cơm giặt quần áo, An Cửu đều không cần phiền não nữa. Phải biết rằng hôm qua thậm chí ly trà nóng nàng cũng không được uống, bởi vì không biết nhóm lửa đốt bếp lò. A Thất giặt khăn trải giường xong, phơi nắng bên cạnh cây ngọc lan trong viện. An Cửu đi qua dưới tàng cây, ánh mắt cũng không dám rời đi, vội vàng nhanh bước chân. Bùi Tịch, ta mang thuốc về rồi, là đây sao? Vừa rồi An Cửu ra ngoài mua thuốc, cách tiểu viện không xa có một tiệm thuốc, nghe nói cũng là sản nghiệp của dược vương cốc. Nàng đặt gói thuốc lên bàn, chớp mắt hỏi công tử bạch y bên cạnh bàn. Bùi tịch nâng tay lên, tầng tầng lớp lớp ống tay áo trắng rũ xuống, lộ ra xương cổ tay trắng nón, từng chút từng chút cẩn thận phân biệt dược liệu, đầu ngón tay thon dài thỉnh thoảng lấy ra một ít thuốc không tốt, ném sang một bên. Được rồi, cầm đưa cho A à thất sắc đi, đuôi mày hắn hơi cong lên, ôn hòa cười nói, an cửu gật gật đầu, lại chạy ra ngoài, sáng nay bùi tịch, châm cứu cho nàng, lần đầu tiên an cửu cảm nhận được cảm giác hoàn toàn không đau cả người vui vẻ cực kỳ loại vui vẻ này vẫn kéo dài đến một khắc trước khi uống thuốc quy bưng chén thuốc người thấy bên trong truyền đến mùi đắng lại quỷ dị an cửu đau khổ nhìn công tử bạch y khẽ cười trước mặt bùi tịch ta không uống thuốc được không hiện tại cũng không đau nữa tầm mắt bùi tịch dừng trên khuôn mặt nhăn nhó của thiếu nữ đáy mắt mờ mịt ý cười nhạt hòa nhã nói châm cứu chỉ là tạm thời muốn chỉ tận gốc vẫn là uống thuốc chẳng lẽ cô muốn sau này cũng đau như vậy An Cửu nói thầm, ta không thể cứ luôn đi theo huynh sao? Bùi Tịch ngẩn người, như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khóe môi đang cong không tự giác kéo thẳng, mặt mày ôn nhu cũng lặng yên biến mất. Phảng Phất đột nhiên bừng tỉnh từ mơ mộng, thấy hiện thực. Một lát sau hắn mới chậm rãi lắc đầu, nhìn chăm chú nàng nói, không được. An Cửu cuối cùng vẫn uống chén thuốc kia, cát hương không ở bên cạnh, không ai dỗ nàng, nhưng nàng vừa bưng chén, trước mặt xuất hiện một đĩa mứt hoa quả thơm ngọt. Cái tay bưng đĩa, khớp xương rõ ràng như ngọc. Nàng vội lấy một miếng mứt hoa quả nuốt vào, rũ mắt nhìn nam nhân đang nhíu mày, mứt trong miệng không biết vì sao thật lâu không tan. Sau khi A Thất trở về, không bao lâu An Cửu cũng nhận được thư của Kim Yến Uyển. Đưa thư tới cho nàng là một tỷ nữ của Sơn Trang Kim Xà, An Cửu còn có ấn tượng với nàng ta, lúc trước mỗi lần Kim Yến Uyển tìm nàng, cũng là tỷ nữ này tới truyền lời. Tỷ nữ đưa thư xong liền đi, An Cửu lôi kéo hỏi hai câu, tỷ nữ chỉ nói trong Sơn Trang có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tiểu thư việc vặt vãnh quấn thân không rảnh tới thăm, về sau sẽ tự mình tới gặp nàng. An Cửu về phòng mở thư ra, từ góc độ của Kim Yến Huyền thấy được kết cục của Sơn Trang Kim Sa. Thư này Kim Yến Huyền viết rất dài, ước chừng vài trang. Mở đầu nàng ta nghiêm khắc cảnh cáo An Cửu, ngàn vạn đừng đem chuyện nàng ta có bí tịch nói cho người khác. Thất phu vô tội hoài bích có tội sao, ta đã hiểu lời này. An Cửu, chuyện này cô nhất định đừng nói ra ngoài, bất luận là ta hay là cô, một khi bị người khác biết kết cục sau này của Sơn Trang Kim Xà cũng là kết cục của chúng ta. Sao thất phu vô tội hoài bích có tội, người bình thường thì vô tội, nhưng vì mang ngọc trong người mà thành có tội, ý chỉ người có đồ quý sẽ bị ganh ghét, đố kỵ. Nói xong lời này, mặt sau là chuyện Sơn Trang Kim Xà. Kim Du bị trọng thương khi đấu với một trong tứ đại hộ pháp mai hỉ của ma giáo, hiện giờ đã gần chết. Mẹ kế vốn xuất thân từ gia đình bình dân, Kim Du ngã xuống tức khắc không có người tâm phúc, cả ngày chỉ biết rơi lệ khóc giống. Đại đệ đệ năm nay mới chừng 10 tuổi, đối mặt với chuyện này sợ tới mức ngất lịp, tuy người bình an không có việc gì, nhưng đã trở nên trầm mặc ít lời. Tựa hồ chính mắt thấy phụ thân bị thương, tiểu thiếu niên lưu lại bóng ma tâm lý sâu nặng, nhất thời khó có thể thoát ra, thậm chí kiếm cũng không dám động vào. Vì thế cuối cùng đứng lên vực lại toàn bộ sơn trang, vậy mà là Kim Yến huyền ngày xưa không được coi trọng. Các đại phái giang hồ chỉ trích sôi nổi, còn có kiến trúc trong sơn trang bị hủy, hạ nhân bị chết, tất cả đều phải xử lý, Kim Yến huyền nhất thời bận đến chân không chạm đất. Nghe người ta nói ở trên trấn nhìn thấy An Cửu, nàng ta mới gửi phong thư này cho nàng. Giờ khắc này, điều may mắn duy nhất là ta trộm bí tịch, Sơn Trang Kim xà còn có cơ hội quật khởi. Cuối thư, Kim Yến Uyển viết một đoạn như vậy, từ giữa những hàng chữ có thể nhìn ra, Kim Yến Uyển vẫn chưa bị tai họa bất ngờ đả kích, thậm chí còn bởi vậy trở nên ngoan cường hơn. Nàng ta chưa bao giờ là hoa lan kiều quý cần che chở cẩn thận, mà là bạch mai đứng ngạo nghễ trong tuyết, đón gió lạnh cũng có thể nở hoa. An Cửu không viết hồi âm cho nàng ta, Kim Yến Huyền hẳn là cũng không cần nàng an ủi. Mấy ngày sau, người võ lâm trên trấn Kim Xà dần dần ít đi. Những người giang hồ đó nghe tin đến xem náo nhiệt thấy không có náo nhiệt, tất nhiên sẽ rời đi. Nhưng vẫn không ít người ở lại, cơ bản đều là nhân sĩ các đại phái giang hồ. Ma giáo đột kích, không chỉ đoạt bí tịch thần công, còn thuận tiện đoạt báu vật của các đại phái mang đến, việc này cũng không thể bỏ qua. Ma giáo khiến võ lâm trung nguyên bọn họ mất mặt, võ lâm trung nguyên chẳng lẽ buông tha như vậy mọi người đều là người giang hồn nhiệt huyết hiệp nghĩa, kiểu một lời không hợp liền quyết đấu, sao có thể chịu đựng được khẩu khí này. Dù sao võ lâm trung nguyên nhịn không nổi, cho nên những môn phái đó đều không đi, thương lượng chuẩn bị kế hoạch. Võ lâm trung nguyên và ma giáo Tây vực từ trước đến nay chính là như vậy, người đánh ta một chút, ta trả thù lại, rất nhiều việc đều là như thế. Huống hồ, bọn họ cũng không muốn đến không một chuyến, đặc biệt là mấy đại môn phái vốn được chọn, có thể lấy được bí tịch, kiên quyết yêu cầu nhất định phải đánh trả, cướp bí tịch về. Việt nấu chín đưa đến bên miệng, kết quả liền bay mất. Ai có thể nhịn được? Dù sao bọn họ nuốt không trôi cục tức này. Bích thủy kiếm bị thương cũng chưa đi, dứt khoát lưu lại chấn kim xà dưỡng thương. Một bên truyền tin cho các đại phái giang hồ, mời những môn phái không tới cùng thương nghị chuyện thảo phạt ma giáo. Mấy tin tức này đều là A à thất nói cho An cửu. Cũng không biết trong đầu tiểu tử này có gì. Mấy ngày nay đột nhiên trở nên ân cần với nàng, thường xuyên hỏi han, khiến An cửu lo lắng. An cửu, A à không đúng. An tiểu thư, hôm nay cô muốn ăn gì? ăn chút thanh đạm đi, không có gì muốn ăn. Trong phòng truyền đến tiếng thiếu nữ uể oải, A Thất nghe xong, đáp được, hầm cho cô canh làm ấm người thế nào. Tuy, ngữ khí đại tiểu thư không kiên nhẫn, A Thất cũng không thèm để ý, vuốt đầu cười tủm tỉm đi. Tuy rằng ngày đó công tử nói khăn trải giường là hắn bị thương nhiễm mấu ra, nhưng A Thất là người nào? Có thể chưa từng thấy mấu người sao? Mấu kia vừa thấy liền không phải chảy ra từ người thường, mà là một loại mấu bầm. A Thất lập tức cảm thấy không thích hợp, đầu óc hắn vận động, tổng hợp tất cả thông tin, lập tức đưa ra một kết luận không thể tưởng tượng nhưng lại hợp lý công tử nhà hắn và an cửu ở bên nhau có lẽ còn thành chuyện tốt nếu không vết mấu trên khăn trải giường kia từ đâu ra tuy tiến triển có chút ngoài dự đoán nhưng a thất lại nghĩ công tử nhà hắn đã 18, người bình thường đều đến tuổi làm cha như vậy cũng không nhanh vừa lúc mấy ngày nay an cửu vẫn luôn uống canh làm ấm bộ dáng lười biếng khẳng định là ngày đó mệt a thất càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy mình quả nhiên cơ trí hơn người hắc hắc nếu tương lai thành phu nhân của công tử, vậy không thể gọi là An Cửu nữa, phải gọi An tiểu thư. Lại không lâu nữa, hắn có phải có thể nhìn thấy tiểu công tử được sinh ra không? A à Thất Lâm vào mộng đẹp, đêm nay, A à Thất hầu hạ bùi tịch lên giường nghỉ ngơi, thần sắc có chút muốn nói lại thôi. Hắn suy nghĩ, có lẽ hắn tới có chút không đúng lúc lắm. Từ khi hắn tới, công tử liền không ngủ cùng phòng với An tiểu thư nữa, hai, hắn đứng giữa hai người, thật sự khó chịu. A à Thất không muốn làm châm ngọc của vương mẫu nương nương đâu đang định hỏi một câu, hắn có cần tránh một chút không, tạo cho bọn họ cơ hội, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng vỗ cánh. Bùi tịch bỗng nhiên dương mắt, theo tiếng nhìn lại, trên song cửa sổ, một con cú mèo tròn vo xám xịt đậu ở đó, lặng yên nhìn hai người. Ánh nến lập lờ, bóng trùng điệp, trên mặt bàn có giấy viết thư trắng đã mở, trên giấy chỉ viết một câu, phi y, ngày đó vì sao huynh không xuất hiện. Đầu ngón tay trắng, nõn thon dài khẽ vuốt mặt giấy, nam nhân mặt mày hơi rũ, trước mắt là một bóng đen, thần sắc u ám không rõ. Công tử, sao người không trả lời? A thất ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Thân là người bề ngoài khống chế ngàn sát các, A thất tất nhiên sẽ biết có một người đưa tin được công tử nhà mình trưng dụng, chuyên dùng để liên lạc với người khác. Thậm chí A thất còn biết, người liên lạc với công tử, chính là An Cửu ở cách phách. Mỗi lần đi ra ngoài, vì bảo vệ công tử, A thất sẽ ở phòng bên cạnh bùi tịch. Cho nên từ lâu, hắn đã phát hiện công tử nhà mình đang bồ câu đưa thư với An Cửu. Những người khác có lẽ không chú ý ban đêm có tiếng chim bay lượn rất nhỏ, nhưng với trình độ quan tâm của a thất với bùi tịch là không thể không phát hiện ra đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn vẫn luôn tin tưởng quan hệ của công tử nhà mình với an cửu không tầm thường chỉ là hắn không rõ rõ ràng hai người bọn họ ở cách phách chỉ cách một bức tường ra cửa là có thể gặp còn dùng đến truyền thư sao chẳng lẽ đây là một ngày không gặp như cách ba thu một đêm không thấy cũng không kìm nén được sau khi bùi tịch trầm mặc một lúc lâu chậm rãi lắc đầu phong thư này hắn không biết nên trả lời thế nào ngày ấy phát triển vượt qua dự đoán của hắn, hắn không ngờ mặt ác quỷ sẽ nhầm vào an cửu. Bởi vì bất ngờ này mà an cửu lâm vào nguy hiểm, tuy vẫn chưa có ảnh hưởng đáng kể, nhưng lấy tính cách của an cửu, chỉ sợ lúc này trong lòng nàng tín nhiệm với phi y đã giảm rất nhiều. Tưởng tượng đến điều này, bùi tịch hiếm khi cảm thấy chân tay luống cuống. hắn nên trả lời thế nào mới có thể để nàng không tức giận, mới có thể vãn hồi hình tượng của phi y. đầu ngón tay hơi cuộn tròn, bùi tịch suy tư một lúc lâu, cũng chưa nghĩ ra biện pháp thỏa đáng nhất có lẽ hắn nên tự mình đi gặp nàng, lần trước nàng đã dạy hắn, nên dỗ một nữ nhân như thế nào, hiệu quả lộ rõ. Bùi tịch tự giác học xong, nếu cần thiết, hắn cũng có thể đi dỗ nàng như vậy. Hắn trầm tư hồi lâu, cú mèo đậu trên song cửa sổ cũng nhàm chán mà bắt đầu dùng mỏ nhọn trải vuốt lông chim. Bùi tịch lúc này mới để bút, sau khi hơi trầm ngâm, đang định viết xuống thời gian địa điểm hẹn gặp mặt. Đột nhiên, lỗ tai nghe thấy tiếng dùng sức đóng cửa. Bang, một tiếng, là cách vách truyền đến tiếng vang người tập võ tai thính mắt tinh đối với động tính quanh mình tất nhiên cũng nhạy bén lúc này an cửu ở phòng bên cạnh bùi tịch cho nên rất nhiều thời điểm hành động của nàng đều không thể lọt khỏi lỗ tai hắn bùi tịch thường xuyên có thể nghe thấy tiếng bước chân nàng đi tới đi lui ở trong phòng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười không khống chế được của nàng đại khái là đang đọc thoại bản thỉnh thoảng thiếu nữ sẽ nhỏ giọng nói thầm gì đó nhưng nghe không rõ nàng là người không chịu ngồi yên mặc dù ở trong phòng mình cũng nháo ra một chút động tính hấp dẫn lực chú ý của hắn Lúc này nghe thấy tiếng đóng cửa dữ dằn kia, hai chủ tớ liếc nhau, trong ánh mắt không hẹn mà cùng hiện lên một suy nghĩ. Đại tiểu thư lại tức giận rồi, A Thất Linh Quang chợt lóe nói, "Công tử, có phải người lâu không trả lời, nên An tiểu thư mới tức giận." Bùi Tịch, hắn lại chưa nói không trả lời, chỉ là trả lời chậm một chút, trả lời chậm cũng tức giận sao? Bùi Tịch im lặng một lát, nói "Ta ra cửa xem nàng, người tự nghỉ ngươi đi." A Thất cười hắc hắc, "Tự giác rời đi." Hắn hiểu, công tử đây là kêu hắn không cần đi quấy rầy bọn họ hắn bảo đảm đêm nay bất luận nghe thấy cái gì, cũng tuyệt đối không ra khỏi phòng. Bùi tịch mở cửa phòng, đẩy xe lăn ra khỏi phòng. Nhà này vì hắn ở mà thiết kế đặc biệt, có lối đi chuyên dụng cho xe lăn, cho dù không dùng hai chân để đi, hắn cũng có thể đi đến bất cứ chỗ nào một cách thuận lợi. Mới vừa dùng xe lăn đi vào sân, mùi rượu liền sộc. Thẳng vào mũi, đêm lạnh như nước, mùi rượu tràn ngập trong không khí, bóng đêm thâm trầm cũng phảng phất trở nên say lòng người. Chuyển qua một ngã rẽ, một thân ảnh màu hồng nhạt lọt vào tầm nhìn, thiếu nữ nhàn hạ dựa vào bàn đá dưới cây ngọc lan trên bàn để một ngọn đèn một bình rượu bụng to tròn vo còn có một cái ly uống rượu bị ngón tay trắng của nàng nắm vô lực rũ ở một bên chiếc đèn lồng phát ra vầng sáng mờ ảo bao phủ thân hình nhỏ xinh của thiếu nữ vì nàng mà tạo ra một hình bóng mông lung thiếu nữ hồng y ngồi uống rượu dưới tàng cây như cảnh tượng huyền ảo trong mơ động tác của bùi tịch tạm dừng sau đó mới tiếp tục đẩy xe lăn đi về phía trước tiếng bánh xe lăn thu hút chú ý của thiếu nữ nàng một tay chống cằm, lười biếng quay đầu nhìn qua. Bóng đêm giống như tấm vải đen mỏng, che khuôn mặt của thiếu nữ, chỉ có đôi mắt đen như mực tỏa ra hai điểm sáng mờ mịt, giống hắc rượu thạch sao trong trẻo lộng lẫy ngâm trong nước. Nàng mơ hồ liếc hắn một cái, ánh mắt định ở trên người công tử Bạch Y trên xe lăn, hồi lâu mới nói, hóa ra là huynh. Bùi Tịch, ngữ điệu cũng thản nhiên lười biếng, phảng phất như nói mê. Nói xong, thiếu nữ liền chán chất quay đầu lại, tựa hồ sau khi xác định thân phận của hắn, liền mất hứng thú với hắn bùi tịch đi đến bên cạnh nàng giơ tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu nữ khi đưa tay lên mới phát hiện trên tay thiếu nữ lạnh lẽo không thấy nửa phần độ ấm hắn cũng mới chú ý tới nàng hẳn là vội vàng ra ngoài trên người chỉ mặc áo lót trong tóc đen xóa phía sau khuôn mặt nhỏ không trang điểm như tuyết đầu mùa vào đông một mảnh trong sáng tái nhợt đừng uống nữa bây giờ cô không thích hợp uống rượu bùi tịch môi mỏng hơi mím giữa mày nhíu chặt vẻ mặt rất là không tán đồng huynh đừng động vào ta An Cửu rút tay khỏi tay hắn, không thèm nhìn hắn, tự mình rót một chén rượu, uống một ngụm. Thấy nàng không màng thân thể mình như thế, sắc mặt bùi tịch cũng lạnh xuống. Mấy ngày trước bởi vì uống thuốc quá đắng mà nước mắt lưng tròng trước mặt hắn, hôm nay liền giày xéo bản thân như vậy. Không phải là chưa trả lời thôi sao, phi y liền quan trọng như vậy, quan trọng đến mức nàng hủy hoại thân thể. Ngực bỗng nhiên sinh ra một ngọn lửa, cuồn cuộn ở trong lồng ngực, như là muốn tìm một nơi để phát tiết ra mắt thấy chỉ chốc lát thiếu nữ đã liên tục rót vài ly, bùi tịch mắt lạnh nhìn một lát. Khi thiếu nữ uống một ly bị sặc đến ho khan, bỗng nhiên hắn đoạt lấy chén rượu trong tay nàng, ném sang một bên. Có chuyện gì nói ra là được, uống rượu trừ hại thân còn có ích gì. Nếu cô không muốn ta quản cô, sau này đừng gọi ta châm cứu kê thuốc cho cô nữa. Thiếu nữ làm như bị dọa bởi hành động đột ngột này của hắn, hai mắt không chấp ngơ ngác nhìn hắn. Bùi tịch cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, khi thấy rõ vẻ sửng sốt trong mắt thiếu nữ, lông mi hắn bỗng nhiên run lên, bất chi bất giác ý thức được mình vừa rồi phản ứng có phải quá mức kịch liệt không nhưng tưởng tượng đêm nay uống xong ngày mai có lẽ nàng sẽ đau đầu lại khóc hồng mắt đi tìm hắn hắn liền không nhịn được xúc động khó hiểu trong lòng sau khi hai người đối diện một lúc lâu thiếu nữ bỗng nhiên mím khóe miệng cặp mắt sáng người kia dần dần hiện lên một tầng thủy sắc trong suốt thủy quang càng tràn càng nhiều mí mắt chậm rãi ửng đỏ từ từ hội tụ thành từng giọt nước mắt trong suốt lăn xuống khóe mắt đỏ bừng bùi tịch huynh hu huynh mắng ta thiếu nữ chề môi, khóc nước nở nói. Công tử bạch y khóe môi mím chặt, chấp lông mi dài vài cái, ngữ khí đột nhiên trở nên hoảng loạn. Ta, ta chỉ muốn nói, uống rượu không tốt cho thân thể. Chính là hu hu hu, huynh, huynh chính là hu 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 mắng ta. Thiếu nữ khóc đến hủy khuất, nước mắt không ngừng tuôn, rơi cuồn cuộn từ mắt nàng, trên má trắng. Nõn nước mắt loang lổ, lông nghi cong vút bị nước mắt làm ướt nhẹp, từng sợi dính vào nhau, đáng thương lại đáng yêu. Bùi tịch theo bản năng vươn tay ra, lau nước mắt trên mặt cho nàng. Hắn thở dài một hơi, thanh âm ôn hòa lại bất đắc dĩ, "Đừng khóc, ta không muốn mắng cô. Là cô không chú ý đến cơ thể mình, ngày mai còn không phải để ta tới chiếu cố." An Cửu khóc lóc một hồi, đặc biệt tự giác lấy tay áo hắn, xỉ mũi. Sau đó mới ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ rực như mắt thỏ nhìn hắn, nghẹn ngào nói, "Vậy huynh, huynh cũng không thể, không thể mắng ta." Ánh mắt bùi tịch dừng trên tay áo nhăn nhúm ướt nhẹp, thật lâu sau mới gian nan rời đi, Ôn Tồn nói với thiếu nữ, được, "Được được được, về sau không mắng nữa." Chính hắn cũng chưa phát hiện, hiện tại hắn dùng túng an cửu, đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng được. Liền như nước ấm nấu ếch xanh, từ đầu chỉ là nước ấm, sau đó mặc dù tăng nhiệt độ, hắn cũng không cảm giác được sự thay đổi nhiệt nữa. An cửu khóc lóc một lúc liền mệt, bất chi bất giác, dựa đầu vào vai công tử bạch y. Nàng tựa vào bên vai không bị thương của hắn, cánh tay nam nhân đỡ eo nàng để ngừa nàng bị ngã. Thoạt nhìn, thật giống như hắn ôm nàng vào trong ngực. Bạch y cùng hồng y dây dưa, chẳng phân biệt người ta, ở đây ban đêm yên tĩnh không người, hòa vào nhau ra một màu mềm mại kiều diễm bùi tịch ta rất khổ sở thiếu nữ uống say nói chuyện có chút hàm hồ ngữ điệu chậm gì gì bởi vì vừa khóc nên thỉnh thoảng lại nấc lên nàng thì thầm dán bên tai hắn như thể đang thì thầm với hắn cái gì đó không thể nói lên lời cũng xác thật là không thể nói ít nhất bùi tịch chưa bao giờ nghe nàng nói về những tâm tư thầm kín của thiếu nữ ta biết hắn lừa ta ta biết hắn không phải huyền y vệ huyền y vệ ta thấy ngày đó bọn họ một chút cũng không giống hắn rất có thể là người xấu hắn còn muốn trộm bí tịch của yến huyền ta ta không biết làm sao bây giờ nàng nói năng lộn xộn lại bắt đầu rơi lệ nước mắt ấm áp ướt nhẹp một mảnh xiêm y để lại những vết màu xám trên bạch y hắn đã cứu ta rất nhiều lần nhưng ngày đó hắn không tới ta thiếu chút nữa đã chất hắn cũng không tới nếu không phải huynh cứu ta ta đã chất rồi có lẽ chất cũng tốt nếu hắn gạt ta vậy nói thích ta khẳng định cũng không phải thật ta có nên tin hắn nữa không khi nói tới đây giọng thiếu nữ đã tràn ngập mất mát cùng tuyệt vọng. Đột nhiên bên hông căng thẳng, như là bị véo thật mạnh. Giọng nam nhân trầm thấp hơi khàn nặng nề vang bên tai. Đừng nói bậy, thanh âm của hắn tựa hồ có chút gian nan, khô cằn truyền đến, đừng nghĩ nhiều như vậy, cô có thể chờ hắn giải thích cho cô. Thiếu nữ như được một tiếng, an ủi, này làm bừng tỉnh, thoáng đảo mắt nhìn về phía hắn, ái náy mà nói, thực xin lỗi, bùi tịch, ta vừa rồi không trách huynh, ta chỉ là quá khổ sở, huynh là người tốt. Cho nên, vẫn là vì phi y sao, bởi vì phát hiện bị phi y lừa gạt quá khổ sở mới khóc mà không phải vì hắn mắng nàng yết hầu hắn nghẹn lại rốt cuộc không kìm được hỏi cô thích hắn như vậy lời vừa ra khỏi miệng bùi tịch bỗng nhiên trực giác không đúng hắn vốn không nên để ý điều này không nói đến phi y chính là hắn an cửu càng thích phi y đối với hắn càng có lợi còn có nàng thích phi y hay không căn bản không liên quan đến bùi tịch an cửu thích ai để ý ai không liên quan đến bùi tịch hắn vậy vì sao hắn phải hỏi vấn đề này Bùi Tịch nhắm mắt, đáy mắt đen nhánh dần dần nhuộm một tầng sắc lạnh. Hắn hơi quay mặt, muốn đẩy đầu thiếu nữ ra. Mấy ngày nay, An Cửu đã trở nên thân thiết hơn với hắn, thế cho nên hắn cũng bất giác xem nhẹ khoảng cách giữa hai người. Trong lòng Bùi Tịch biết, thái độ An Cửu nhất thời chuyển biến, chỉ là vì hắn cứu nàng. Tựa như câu nàng thường treo bên miệng, hắn là người tốt, bởi vì hắn là người tốt, cho nên lương tâm của đại tiểu thư phát hiện ra, bắt đầu tín nhiệm hắn, coi hắn như bằng hữu mà thành thật với nhau, thậm chí tình cảm giấu trong lòng cũng thổ lộ với hắn trong mắt bùi tịch lướt qua một tia trào phúng hắn từ trước đến nay lấy ôn hòa thuần thiện để tiếp xúc với người khác vì thế họ cũng cho rằng hắn thiện lương từ bi cho rằng hắn là người tốt khó có được trong chốn giang hồ này thế nhân đều như thế hiện giờ nàng cũng không ngoại lệ nàng sẽ không biết đằng sau gương mặt ôn hòa mỉm cười là bộ mặt lãnh khốc vô tình như thế nào bên môi vừa nở một nụ cười lạnh nhưng khi quay đầu nhìn khuôn mặt thiếu nữ mắt nhắm chặt ngủ ngon lành lại từng chút từng chút trở nên cứng đờ khó trách nàng thật lâu không trả lời hóa ra là ngủ rồi. Thiếu nữ uống quá nhiều rượu, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt còn dính nước mắt, thủy sắc lóng lánh. Mi Thanh Tú nhíu lại, đại khái là cảm thấy lạnh, nàng rầu cái miệng nhỏ xinh, ôm tay cong thân mình, đầu trượt xuống lòng nam nhân, ngón tay sờ soạn kéo ống tay áo to rộng của hắn qua, đắp lên người mình. Đắp xong, mày nhỏ đang nhăn lúc này mới chậm rãi buông ra, thần thái cũng trở nên bình yên. Bùi Tịch, hắn rũ mắt, nhìn thân ảnh tự giác tìm ổ xong, ghé vào đầu gối mình, cuốn tay áo hắn thành một cuộn nhỏ xinh, trên mặt trắng nõn tuấn tú không thấy nửa phần biểu tình. Im lặng hồi lâu, bùi tịch hơi cúi người, bế ngang cơ thể nhỏ mềm như bông kia, đứng lên. Đây là lần cuối cùng, về sau tuyệt đối sẽ không dung túng nàng như thế nữa. Nội tâm hắn tự nhủ như vậy, vết thương sau vai còn chưa khỏi hẳn, bởi vì dùng sức nên bị rách, một trận đau đớn chuyển đến. May bùi tịch cũng không động một chút, mặt vô cảm xoay người đi ra ngoài. Thiếu nữ ngủ đến thuần thục, không có dấu hiệu tỉnh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dán vào ngực hắn, lông nghi dày che phủ giống như một cây quạt nhỏ tinh xảo ngọc lan nở trên đỉnh đầu trong bóng đêm một cánh hoa lặng yên rơi xuống dừng trên mái tóc đen nhánh như mây của thiếu nữ trắng hồng điểm xuyết đen nhánh phá lệ bắt mắt ánh mắt nam nhân khẽ động hơi cúi đầu lại gần đang muốn thổi cánh hoa kia đi lông nghi thiếu nữ lại bỗng nhiên run lên rồi sau đó mê mang mở hai mắt phảng phất say đến không biết hôm nay là hôm nào ánh mắt thiếu nữ trống rỗng ngơ ngác nhìn hắn mày đột nhiên nhíu lại hàm hồ nói bùi tịch huynh hôn trộm ta Bùi Tịch, sừng sốt trong nháy mắt, hắn theo bản năng muốn phản bác, ta không. Nhưng lời còn chưa nói ra, thiếu nữ lại nhắm mắt, lần nữa ngủ mất. Bùi Tịch, như là một quyền đánh vào bông, không chỗ nào phát lực. Bùi Tịch hít sâu một hơi, lại không trì hoãn, bước nhanh vào phòng thiếu nữ, ném nàng lên giường. Khi sắp sửa đứng dậy rời đi, tay áo đột nhiên bị thứ gì kéo lấy, hắn xoay người, mới phát hiện hóa ra ống tay áo không biết từ khi nào bị nàng đè ở dưới thân, mà thiếu nữ kia sớm đã ngủ sâu, không thấy tỉnh. Bùi Tịch tất nhiên không thể đánh thức nàng, cuối cùng hắn đứng lên, nếu bị phát hiện cũng không tiện giải thích. Nghĩ như vậy, hắn trực tiếp giơ tay, xuất lực, cắt đứt tay áo. Phải dệt trắng phiêu đáng, dừng ở trên giường, thiếu nữ xoay người một cái, đè ở dưới thân, không còn nhìn thấy bóng dáng tuyết sắc kia. Gạch nối, hôm sau, An Cửu đỡ đầu từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua. Mỗi lần nàng uống rượu đều là uống say thật, chẳng qua sẽ giữ lại một phần tỉnh táo, cho nên sẽ không nói bậy làm sai chuyện nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là bộ dáng uống say. Nếu không sao có thể lừa gạt loại người như bùi tịch chứ. Hắn chính là thần y, chẳng lẽ không nhìn ra người khác có uống say hay không sao. An cửu cũng không hành sự mà không chuẩn bị. Sau khi ôn lại ký ức, đuôi mắt an cửu cong lên, mặt mày tinh xảo ý cười giạt. Rào, nàng ngâm nga từ trên giường đứng dậy, chậm gì gì ra cửa, bắt gặp ánh mắt của A thất đang trẻ củi trong sân, ánh mắt trói lọi lập lòe tia bát quái. A thất, nấu nước cho ta, ta muốn tắm gội nàng cười tùm tìm nói a à thất đáp ứng được ạ à. đồng ý xong lại ân cần nói với an cửu an tiểu thư công tử nhà ta ở hiệu thuốc cô muốn tìm người thì cứ đến đó an cửu nhướng mày cười nói cảm tạ nhưng nàng cũng sẽ không đi tìm hắn không cần thiết an cửu tự mình ở nhà ngây người một ngày bùi tịch cả ngày cũng không về cơm cũng ăn ở bên ngoài thẳng đến khi sắc trời bắt đầu tối chiều hôm buông xuống mới về nhà nghe thấy trong viện truyền đến tiếng xe lăn quen thuộc an cửu xoa tay bởi vì viết quá nhiều mà trở nên đau nhức cúi đầu nhìn quyển sách đã viết xong trước mặt, khóe miệng hơi lộ ra ý cười. Bùi tịch đẩy xe lăn đi về hướng phòng mình, khi đi qua cửa phòng cách vách, cánh cửa kia đột nhiên mở ra. Một giọng nữ trong trẻo thanh thúy vang lên, bùi tịch, huynh đợi đã. Thiếu nữ hiếm khi thay đổi siêm y, mặc một bộ váy vàng nhạt đứng ở cửa, như hoa xuân mọc đầu cành, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết càng thêm vẻ kiều diễm động lòng người. Bùi tịch dừng tay, xe lăn đúng lúc ngừng lại, hắn hơi ngừng đầu, hai tròng mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn về phía nàng tiếng nói ôn hòa trước sau như một, sao vậy, an tiểu thư. Thiếu nữ môi đỏ nhẹ mím, rỗ mắt, không biết tại sao không nhìn thẳng hắn, bộ dáng có chút trốn tránh. Trong tay nàng không biết cầm thứ gì, nhanh ngó hắn một cái, sau đó ném thứ trong tay về phía hắn, vật bọc trong khăn liền nặng nề rơi vào lòng công tử bạch y. Cái này cho huynh, tự huynh xem đi, vội vàng ném xuống những lời này, thiếu nữ lại dầm một tiếng đóng cửa. Cửa gỗ đỏ gắt gao khép lại trước mắt, bùi tịch lại có thể nghe thấy, tiếng bước chân của thiếu nữ không nhúc nhích nàng vẫn đứng phía sau cửa, dựa lưng vào cửa, như là đang đợi điều gì. Vẻ mặt hắn hiện lên một tia nghi hoặc, cầm thứ trong lòng, mở khăn tay bọc bên ngoài ra. Ánh mắt đảo qua, hai mắt hắn đột nhiên ngưng lại. Bùi tịch hoàn toàn không nghĩ tới, An Cửu sẽ đem thứ này cho hắn. Thứ ném vào lòng hắn, không gì khác, chính là bí tịch thần công của Sơn Trang Kim Xà mà khiến vô số người tranh đoạt. Nàng rốt cuộc có biết, trên giang hồ có bao nhiêu người thèm muốn bí tịch này. Bí tịch hiện giờ có bao nhiêu chân quý, nàng sao có thể tùy tiện lấy ra như vậy huống hồ ngày đó kim yến huyển gửi thư cho nàng dặn dò bảo nàng không được nói cho người khác biết nội dung bí tịch vậy mà nàng một chút cũng không nghe sao ngẫm lại hiện giờ còn rất nhiều môn phái giang hồ ở lại trấn kim xà sở dĩ bọn họ không đi thậm chí muốn đi thảo phạt ma giáo còn không phải là muốn đoạt được bí tịch nghĩ đến đây trong lòng bùi tịch căng thẳng hắn nhanh chóng bỏ bí tịch vào trong tay áo lạnh mặt đi gõ cánh cửa đã đóng kia gõ hai cái bên trong hé cửa ra cô có biết cô đưa ta thứ gì không Thiếu nữ chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, từ khe cửa lặng lẽ nhìn hắn, nhỏ giọng nói, "Ta biết nha." Ta thấy là cô không biết, giọng Bùi Tịch lạnh băng, cơn thịnh nộ trong lòng lại một lần bùng lên. Lúc trước hắn còn cảm thấy, nữ nhân này không tính là quá ngu ngốc, gặp nguy hiểm còn biết bảo vệ bản thân, không phải chỉ biết dựa vào người khác. Hiện giờ vừa thấy, nàng chỗ nào là không ngốc, rõ ràng ngốc đến chất. Tính tình nàng như vậy, nếu hành tẩu giang hồ, sợ là không được mấy ngày liền bị người lừa bán còn giúp đếm tiền. Trên đời nào có nữ nhân ngu ngốc như vậy? người khác cứu nàng, liền không quan tâm giao trái tim ra. Nếu chân chính thích một người, sẽ không có kỵ chút nào mà trả giá hết thảy. Ngày thường biểu hiện xấu tính ra bên ngoài, cũng phảng phất chỉ là con nhím xù gai nhọn để bảo vệ bản thân, một khi được nàng tín nhiệm, bày ra. Sẽ là nội tâm cực kỳ mềm mại, nên nói nàng ngây thơ, hay là ngu xuân. không phải huynh muốn cái này sao, ta cho huynh, huynh cầm đi, đừng nói cho người khác là được, thiếu nữ kéo cửa ra một chút, chỉ ló đầu nhỏ, chớp mắt vô tội nói với bùi tịch. Công tử Bạch Y trầm tính, nhìn chăm chú mặt mày tinh xảo xinh đẹp của nàng, như là lần đầu tiên quen nàng, quan sát nàng kỹ lưỡng từng chút một. Đòn ánh mắt chuyên chú của hắn, trên khuôn mặt thiếu nữ hiện lên một chút xấu hổ. Huynh, huynh nhìn ta như vậy làm gì? Đại khái nàng cũng biết hành vi này không thỏa đáng, có lẽ nàng cũng đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn chọn đưa bản sao bí tịch cho hắn. Ánh mắt thiếu nữ rối rắm, thấy nam nhân vẫn luôn nhìn mình không nói lời nào, nàng cắn môi, không nhịn được hắng giọng, cuối cùng vẫn ấp a ấp úng nói, "Bùi tịch, Ta biết huynh thích ta, lần này huynh lại không màng tính mạng cứu ta, ta, ta không có gì báo đáp huynh, hơn nữa ta cũng, cũng có người mình thích rồi, cho nên ta liền dùng thứ này coi như báo đáp, huynh xem được không?" Nghe lời này, biểu tình của nam nhân cuối cùng cũng có biến hóa, ý của cô là dùng thứ này báo đáp ta, đúng đó, không thì sao?" Thiếu nữ vẻ mặt đương nhiên mà nói, thấy sắc mặt hắn quái dị, đột nhiên lộ ra biểu tình hoảng sợ, "Huynh sẽ không muốn ta lấy thân báo đáp chứ?" "Cái này không được." không thể bổn tiểu thư tuyệt đối không thể gả cho một tên què mấy ngày trước thiếu nữ nhận thức vì được cứu mà cảm thấy mắc nợ trở nên vô cùng an phận thậm chí ngoan ngoãn hôm nay sau khi trả ân cứu mạng lấy lại tự tin của đại tiểu thư khi nói chuyện cũng đã không còn cố kỵ ta còn nhớ một chút chuyện tối qua đó huynh hôn ta có phải không bỏ đi dù sao huynh đã cứu ta bổn tiểu thư sẽ không so đo chuyện này nhưng về sau không được chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư nữa đã biết chưa ngoài mạnh trong yếu nói xong thiếu nữ nhăn chóp mũi lại lúng túng ném xuống một câu còn có tối qua mặc kệ ta nói gì huynh phải coi như không nhìn thấy không nghe thấy giọng nói rơi xuống cùng với dầm một tiếng không chút lưu tình đóng cửa sau đó là một loạt tiếng bước chân của thiếu nữ bùi tịch thậm chí có thể căn cứ những âm thanh đó mà tưởng tượng ra hình ảnh thiếu nữ chạy chậm đến mép giường chui vào giường vùi mặt vào chăn mềm mại trong miệng phát ra tiếng kêu rên nhỏ a a a tại sao lại như vậy ta vậy mà dựa vào hắn khóc quá mất mặt quá mất mặt phí bịt miệng này có đủ không nhỉ, có cần phải thêm không hu hu hu. Bùi tịch cúi đầu, nhìn bí tịch trong tay, đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi. Cái này, phí bịt miệng, sau 6 ngày mất tích bí ẩn, Hạ Tử Kinh và Lâm Thanh Niên đột nhiên trở lại. Cũng không biết bọn họ tìm tới cửa như thế nào, tóm lại an cửa ngủ một giấc dậy, liền gặp hai người trong sân. Vừa thấy nàng, Hạ Tử Kinh thức khắc lộ ra biểu tình thở dài nhẹ nhõm, an cửa cô không sao thật tốt. Ta biết ngay, Bùi Huynh nhất định sẽ chiếu cố cô. Lúc trước là Hạ Tử Kinh đáp ứng sẽ dẫn nàng theo, cũng hứa sẽ bảo vệ nàng, Hạ Tử Kinh tự giác An Cửu là trách nhiệm của mình, vốn dĩ hắn còn phải ở bên ngoài dưỡng thương, nhưng vì không yên lòng An Cửu, vẫn là gấp gáp trở về sớm. Nghe hắn nói như vậy, An Cửu theo bản năng nhìn về phía Lâm Thanh Nhiên. Quả nhiên, ánh mắt thiếu nữ Thanh Y nhìn nàng ẩn ẩn một tia u oán. An Cửu, nam chính sao còn chưa thông suốt thế, nàng không muốn bị nữ chính coi là tình địch đâu. An Cửu vội vàng cười gượng nói, đúng vậy, ngày ấy ta gặp nguy hiểm, Bùi thần y còn vì ta chắn một mũi tên, ta cũng không biết cảm kích huynh ấy như thế nào. Lời này vừa nói ra, thần sắc lâm thanh niên lập tức biến đổi, khẩn trương nói, bùi tịch bị thương. Có nặng không, an cửu còn chưa nói, bên cạnh liền truyền đến giọng nam nhân trong. Sáng ôn nhã, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại. Hai người thì sao, đi đâu lâu như vậy? Mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy một công tử tuyết y tóc đen tuần nhã ngồi trên xe lăn, được A thất chậm rãi đẩy tới. Công tử khuôn mặt trắng nõn như ngọc, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa trong tay cầm một cái quạt xếp trắng tinh vừa nhìn thấy như khiến người khác tắm mình trong gió xuân bùi huynh hạ tử kinh chào hỏi thấy sắc mặt hắn như thường liền yên tâm cười nói chúng ta tìm được thần toán vô danh rồi ta đã thỉnh cầu ông ấy tính ra người muốn tìm kiếm kế tiếp định đi tìm người nọ không biết ý bùi huynh thế nào hạ tử kinh nhất định phải đi tìm người nọ đây là di nguyện của sư phụ hắn trước khi lâm chung cho dù thế nào hắn nhất định sẽ thực hiện chỉ là chuyến đi này có lẽ sẽ vất vả ăn ngủ ngoài trời đối với hai người không có võ công như bùi tịch và an cửu mà nói thật sự là khổ sai hạ tử kinh vốn tính không bằng để bọn họ ở lại đây hắn và lâm cô nương đi tìm người không ngờ bùi tịch lại hỏi người huynh muốn tìm ở đâu hạ tử kinh nói vô danh đại sư nói không biết vị trí chính xác của người nọ nhưng tính ra hắn ở gần vô đăng phong ở quảng dương nếu đến đó nhất định có thể tìm được bùi tịch nghe vậy trầm ngâm một lát nói ta nhớ vô đăng phong cách chùa vô âm không xa mọi người sửng sốt không hiểu vì sao hắn đột nhiên nhắc tới chùa vô âm. Lâm thanh niên nghĩ nghĩ, gật đầu ta nhớ, vô đăng phong đích xác cách chùa vô âm không đến trăm dặm, đều ở phía đông nam. Mặt mày nhợt nhạt của bùi tịch cong lên, cười nói, nếu như thế, vậy kế tiếp chúng ta còn phải đồng hành, hai ngày trước chùa vô âm truyền tin cho ta, chân nhất đại sư trụ trì chùa vô âm bế quan nhiều năm, sắp xuất quan, mời ta đến bắt mạch cho ông ấy. Lâm thanh niên ngạc nhiên, chân nhất đại sư muốn xuất quan. Chân nhất đại sư cực có danh tiếng trên giang hồ, chỉ vì 30 năm trước, chính ông đánh trọng thương giáo chủ mặt ác quỷ của ma giáo đời trước khiến nguyên khí của ma giáo tổn hại nghiêm trọng ngủ đông vài thập niên không xuất hiện đáng tiếc chân nhất đại sư cũng bị thương căn cơ trong lần chiến đấu đó từ đây bế quan nhiều năm tính tu dưỡng thương lại chưa xuất thế mà chùa vô âm của chân nhất đại sư tọa lạc ở ngoại thành từ trước đến nay không tham dự vào việc vật của giang hồ ngay cả thịnh hội của sơn trang kim xà lần này chùa vô âm cũng chưa từng phái người đến bởi vậy có thể thấy được có bao nhiêu điệu thấp vốn người bắt mạch cho chân nhất đại sư là phụ thân bùi chu của bùi tịch nhưng bùi chu đã chất vì thế lần này người nhận được tin biến thành bùi tịch bùi tịch hơi mỉm cười nói chân nhất đại sư và gia phụ có quan hệ ta tất nhiên phải đi chuyến này không thể thoái thác lâm thanh niên chấp nhận gật đầu không sai chân nhất đại sư xuất quan chuyện này nếu để người khác biết được trên giang hồ sẽ lại náo nhiệt một trận hai người mải mê nói chuyện hạ tử kinh và an cửu một bên nghe cái biết cái không hai người bọn họ cũng không biết chân nhất đại sư là ai hạ tử kinh gãi gãi đầu nói, nói cách khác, Bùi huynh tiếp theo muốn đến chùa Vô Âm, cùng đường với Vô Đăng Phong ta muốn đến. Bùi Tịch gật đầu, không sai. Hạ Tử Kinh cũng không dối rắm, dứt khoát nói, vậy không bằng ngày mai chúng ta liền xuất phát đi. Thế là kế hoạch ra ngoài liền quyết định như vậy, về phần ý kiến của An Cửu, không ai hỏi đến. Dù sao nàng chỉ là trang sức cho đoàn nhân vật chính, trừ đi cùng ra, cũng không có lựa chọn khác. Đêm trước khi rời đi, An Cửu nhận được một phong thư cú mèo đưa tới. Đây là lần đầu tiên, Phi Y, chủ động gửi thư cho nàng. Lúc trước mỗi lần đều là nàng gửi thư cho hắn, hắn trả lời, hắn chưa bao giờ chủ động gửi thư cho nàng. An Cửu mở thư ra vừa thấy, vậy mà, hẹn nàng ra ngoài gặp nhau. Được lắm, nếu đây là nói chuyện qua mạng ở hiện đại thật, thì chính là một đôi yêu nhau qua mạng. Lần đầu tiên chàng trai hẹn cô gái gặp ngoại tuyến, thẳng thắn như thế, quả thực là không có ý tốt viết rõ trên mặt. Biết rõ không có ý tốt, nàng vẫn muốn đi, đương nhiên, muốn đi, trăng lên đầu cành liễu, người hẹn cuối hoàng hôn, An Cửu lặng lẽ từ trong nhà chuồn ra, chấn kim xà không còn náo nhiệt như trước, nhưng trên đường vẫn không ít người. Nàng đi dọc theo phố, đi đến cửa hàng bánh ngọt từng mua. Hiện giờ không có hội đèn lồng, đại nương bán bánh ngọt vẫn còn ở đó, nhìn thấy nàng tới, gương mặt tươi cười đón chào cô nương mua bánh ngọt sao. Thấy nàng tới một mình, lại quan tâm hỏi, sao không thấy trượng phu của cô. Trên chấn nhiều du hiệp, cô nương vẻ ngoài xuất chúng, ban đêm ra ngoài một mình, chỉ sợ không an toàn an cửu cong mắt không sợ huynh ấy lập tức tới đây nàng mua một túi bánh ngọt vừa trả tiền xong liền quay người lại thấy phía sau cách đó không xa có một nam nhân áo đen trường thân ngọc lập sao dáng người đĩnh bạt sao trường thân ngọc lập miêu tả dáng hình thon dài lần này hắn không đeo mặt nạ lộ ra một khuôn mặt chính trực đoan chính đôi mắt đen lẳng lặng nhìn nàng bóng đêm dần buông xuống nhà cửa bên đường sáng đèn ánh đèn mờ nhạt rừng trên huyền y không một chút tạp sắc của hắn lộ ra một tia tịch lưu khó hiểu bước chân an cửu dừng lại chậm rãi bước về phía hắn đi đến trước mặt nam nhân ngửa đầu nhìn hắn phi y huynh tìm ta là muốn nói gì mặt thiếu nữ không còn vui sướng khi gặp như trước nữa chỉ có im lặng bình đạm hai mắt nàng trầm tính không thấy mất mát cũng không có khổ sở chỉ bình tĩnh nhìn thẳng hắn phảng phất đang chờ đợi một đáp án về phần đáp án như thế nào nàng tựa hồ cũng không để ý phát hiện này khiến lòng nam nhân căng thẳng ngón tay rũ bên người cuộn tròn gắt gao nắm thành quyền ta hắn vừa mở miệng thiếu nữ lại bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy hắn đừng nói ở đây chúng ta đến nơi an tĩnh đi dứt lời thiếu nữ liền dẫn đầu xoay người bước nhanh về phía trước bước chân nàng có chút rồn rập cúi đầu đi phía trước nhìn phố và cảnh vật xung quanh chỉ là không nhìn hắn nam nhân không lên tiếng trước sau gắt gao đi theo sau nàng hắn biết nàng tức giận đại tiểu thư tức giận phải dỗ để nàng xả tức ra là tốt rồi ở chỗ này đi bước chân thiếu nữ dừng lại đứng dưới một cây liễu lớn cây liễu lớn ở bờ sông nhà cửa trên đường cách nơi này không xa ban đêm bờ sông cũng không có ai bên tai hai người trừ tiếng nước chảy róc rách cùng với tiếng côn trùng và ếch kêu hết đợt này đến đợt khác ra không còn gì khác ban đêm bao phủ bọn họ thân ảnh đan vào nhau như rung vào đêm tối lại không thấy rõ thần sắc đối phương thiếu nữ dựa vào lan can bờ sông dỗ đầu nhẹ nhàng nói hiện tại huynh có thể nói rồi bùi tịch nhất thời không nói gì hắn không biết nên nói từ đâu như là cảm giác được hắn khó xử thiếu nữ lại hỏi cần ta hỏi huynh không không đợi hắn đáp lại, nàng lại tiếp tục nói, Phi Y, đây là tên của Huynh sao? Huynh thật sự là huyền y vệ sao? Huynh nói Huynh bị đuổi rớt, nhưng ta hỏi người khác, bọn họ đều nói không biết ai tên Phi Y. Nói tới đây, thanh âm thiếu nữ đột nhiên cao một chút, bén nhọn vang bên tai, ta muốn biết, Huynh rốt cuộc là ai? Những lời Huynh nói với ta, có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là giả? Nàng vốn không nhìn hắn, giờ khắc này lại nâng mặt, gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Cặp mắt đen nhánh sáng người kia, một mảnh thủy sắc nhộn nhạo, nước mắt trực trào. Tất cả đều là gà ta, đúng không? Môi đỏ thiếu nữ lúc đóng lúc mở, thốt ra lời đứt quãng, nghẹn ngào. Nàng không khóc, chỉ là nước mắt lưng tròng, đôi mắt nàng giống như đột nhiên vỡ ra vô số. Mảnh gương, mỗi một mảnh đều là nước mắt của thiếu nữ, đang chất vấn hắn. Huynh căn bản không thích ta, đúng không? Rõ ràng trên mặt nàng không có biểu tình gì, bùi tịch lại phảng phất có thể cảm giác được, thiếu nữ lúc này, thương tâm hơn bất cứ lúc nào. Trái tim như bị một bàn tay dùng sức nắn bóp, khiến hắn nhất thời có chút không thở nổi, ánh mắt nam nhân khẽ nhúc nhích, theo bản năng vươn tay ra bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu nữ, hắn kéo nàng vào trong lòng, cánh tay gắt gao ôm eo nàng. thiếu nữ theo bản năng giãy dụa hai cái, rất nhanh ngừng lại dưới sự giam cầm càng ngày càng chặt của hắn. thẳng đến khi ôm được toàn bộ thiếu nữ, cảm giác khủng hoảng thình lình xảy ra vừa rồi kia mới dần dần tiêu tán. liền ở một khắc vừa rồi, bùi tịch mơ hồ có cảm giác nàng cách hắn rất xa rất xa, sẽ nhanh chạy đi. hầu kết hắn lên xuống trầm giọng nói ta đích xác có một số việc lừa nàng nhưng có một việc là thật thiếu nữ ngẩng đầu từ trong lòng hắn hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn chuyện gì nam nhân rũ mắt đối diện với nàng môi mỏng hé mở thấp thấp phun ra ba chữ ta thích nàng trước kia hắn rất không am hiểu nói kiểu lời ngon tiếng ngọt này mỗi lần ở trước mặt nàng đều nói chuyện vụng về bây giờ những lời này vậy mà cực kỳ tự nhiên buột miệng thốt ra không có nửa điểm trở ngại nói xong hắn có chút bối rối mím môi lông mi run rẩy chỉ cảm thấy bên tai lan ra một trận nóng rực ngực cũng không hiểu sao nóng lên trên mặt thiếu nữ lại không cười lệ quang đáy mắt lập lòe cắn môi hỏi hắn ta còn có thể tin huynh không nam nhân mắt tối sầm nhìn chăm chú nàng nàng có thể vĩnh viễn tin ta thiếu nữ lúc này mới thoáng cong khóe mắt lộ ra một nụ cười chỉ là vẫn không thấy vui bùi tịch không biết suy nghĩ trong lòng nàng liền cho rằng nàng còn mang nghi ngờ với hắn chỉ là loại cảm giác tín nhiệm này phá hủy thì dễ mà bồi dưỡng lại khó kế tiếp đành phải dỗ dần dần vậy lúc này thiếu nữ lại hỏi phi y có thể nói thân phận thật sự của huynh cho ta không bùi tịch trần chờ một lát không đợi hắn nghĩ có nên nói ra cái tên tiên vô mệnh không thiếu nữ lại bỗng nhiên lắc đầu bỏ đi vẫn là đừng nói nữa khi hắn nghi hoặc nhìn qua nàng tự giễu nói huynh nói rồi ta liền không biết là giả hay thật giọng nói hơi tạm dừng nàng lại ngửa mặt hỏi hắn ta chỉ cầu huynh một việc về sau huynh đừng ra tay với bằng hữu của ta được không biểu tình của thiếu nữ đáy mắt đều là khẩn cầu nàng sợ hắn không đáp ứng nam nhân im lặng một chốc hồi lâu mới chậm rãi gật đầu đáp ứng được ta đáp ứng nàng thiếu nữ lúc này mới cười tươi sáng nàng nắm tay hắn bỏ túi bánh ngọt trong tay vào lòng bàn tay nam nhân mùi bánh thơm ngọt quanh quẩn ở chóp mũi giọng của nàng mềm mại nói với hắn cảm ơn huynh phi y hy vọng huynh tuân thủ lời hứa nếu huynh không làm được về sau ta sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh